Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi kỳ đọc truyện lần thứ tư của tác phẩm Cuộc đời Chavio do tác giả Dorothy M. Goresio và Giuse Trần Văn Nhật lược dịch. Năm dấu thánh, phần thứ nhất. Cái yên tĩnh của ban đêm đã bao trùm tu viện khi Chavio đang ngồi giải tội cho các thầy. Đó là ngày 5 tháng 8 1918, là ngày mà ngài không thể quên được vì nó bắt đầu sự thống khổ đặc biệt của ngài. Ngài giật mình kinh hoảng khi thấy một người lạ tay cầm thanh kiếm dài và mỏng đứng ngay trước mặt. Thân thể như tê liệt, ngài không thể cử quậy và mắt trừng trừng theo mũi kiếm mà từ đó phát ra những tia lửa. Đột nhiên, ngài thất thanh kêu lên một tiếng lớn khi thanh kiếm như xuyên qua linh hồn ngài. Không biết làm sao mà ngài lại được bình tĩnh và giải tán các thầy đang chờ xin tội. Suốt đêm đó và qua một ngày và một đêm hôm sau, thân thể ngài yếu dần vì như có lưỡi kiếm bằng lửa đang cắt thân thể ngài ra từng mảnh. Hơn một tháng trôi qua, sau khi làm lễ vào ngày thứ sáu, ngày 20 tháng 9, sự kinh hoàng và thống khổ của ngài đến đột đỉnh ngoài sức chịu đựng của con người. Tuy nhiên, cơn ác mộng đó bắt đầu trong một giây phút thật bình thản và yên tĩnh. Ngài cảm thấy buồn ngủ, như thể ngài ngủ say đến độ không còn biết gì cả. Cái cảm giác kỳ lạ thấm dần qua từng xớ thịt và hầu như làm ngài mê man. Và rồi, vị khách bí ẩn đã đến trong giấc mộng êm đềm. Và chính lúc đó, các giọt máu từ tai, trừng và cạnh sườn của vị khách bắt đầu trải ra và động lại thành vũng trên sàn nhà. Ngay lập tức cái êm đềm của Chavio tan biến và tim ngài đã bắt đầu đập mạnh như muốn vỡ tung lòng ngực trong cái thân thể bất động. May mắn thay, tất cả dịu lại một cách thật bất ngờ, cũng như khi xuất hiện, và thân thể mềm nhũn của ngài quỳ xuống vũng máu. Ngài mở mắt, những giọt nước lan dài trên khóe mắt. Cơ thể ngài bắt đầu có cảm giác và ngài đã nhận thấy tay trái của mình đang run rẩy. Ngài cố nhấc chân lên và ngay lập tức cái đau êm ỉ trở thành nhói buốt đâm vào tai, chân và cạnh sườn ngài. Ngài trống phủi tai, ngẩng đầu dậy và nhìn vào đôi tay run bẩy, hai bàn tay đầy máu. Nhìn vào thân thể, ngài thấy một bên áo dòng ướt đẫm. Đôi mắt ngài tiếp tục nhìn xuống và đôi chân ngài cũng đổ máu. Toàn thân ngài run lên vì sợ hãi. Ngài muốn cất tiếng kêu cứu nhưng cổ họng như nghẹn lại và ngài há hốc hồm để thở. Cơn ác mộng tiếp diễn. Có một động lực nào như giục ngài đứng dậy, đi về phòng trước khi các linh mục trong tu viện trở về và có thể bắt gặp. Ngài cố nhấc mình lên và thân thể đã quặn đau theo từng bước. Không hiểu làm sao mà ngài có thể lết qua cái hành lang dài để về đến phòng. Ngài ngã vật xuống giường trong đau đớn và sợ hãi. Ngài rên rỉ. Xin giúp con, xin Chúa giúp con để hiểu. Hơi thở dài đã điều hòa, nhưng cơn đau vẫn mãnh liệt. Khi đưa tay sờ vào cạnh sườn, ngài cảm thấy vết máu trên áo dòng ngày càng lan rộng. Như bị xuất huyết từ bên trong, đôi mắt mở to vì sợ hãi.
Ngài ngồi dậy và xem xét vết máu trên áo, tự hỏi không biết mình có chết vì vết thương này hay không. Ngài cầu xin: Xin đừng để con khiếp sợ. Những giây phút chậm chạp trôi qua, từ từ Ngài lấy lại bình tĩnh và xem xét các vết thương. Không nghi ngờ gì cả, đó là những vết thương thật. Đó không phải là ác mộng hay là ảo giác. Bắt đầu Ngài nhận ra sự thật. Ngài được in năm dấu thánh là những vết thương có hình dạng và vị trí giống như các vết thương của Đức Kitô. Tâm trí Ngài từ từ mở ra với thực tại và cảm thấy khuây khỏa khi biết về các vết thương đó không nguy hiểm đến tính mạng. Nước mắt Ngài tuôn tràn và cảm tạ Thiên Chúa. Trong một tuần lễ, Ngài tránh xuất hiện và giấu bàn tay trong những chiếc găng. Nhưng vào cuối tuần, một thầy lau chùi phòng ốc nhận thấy có vết máu trên tấm trải giường. Thầy chạy như bay đến cha Paulino để báo cáo. Sau đó, cha Paulino hỏi thầy: Điều này có nghĩa gì? Cha Pio lưỡng lự trong giây phút, nhưng Ngài biết có dấu gì thì cũng vô ích. Những vết thương ở chân và tay thật lộ liễu và không thể nào lành được. Ngài tháo đôi găng và giơ ra bàn tay róc thịt rướm máu. Vừa nhìn thấy, cha Paulino giật nảy mình. Ngài lúng túng không nói nên lời mà chỉ sững sờ nhìn cha Pio. Hãy bình tĩnh. Cha Pio chấn an: Đó không phải bởi ma quỷ. Sau thánh lễ thứ sáu tuần qua, một người lạ xuất hiện trước mặt tôi và tôi bị đâm ở tay, chân và cạnh sườn. Cha Paulino lắc đầu không tin. Ngài xem xét các vết thương và ra lệnh tìm cách chữa trị ngay lập tức. Đồng thời, Ngài phúc trình hiện tượng này cho bề trên tỉnh dòng ở Foggia và bề trên tổng quyền ở Roma. Giáo hội ghi nhận có khoảng 290 người được Chúa ban cho năm giáo thánh. Vị thánh nổi tiếng của thời đại là thánh Francisco Assisi, sáng lập dòng Francisco. Thánh Francisco khi là thầy giáo được in năm giáo thánh vào ngày 17 tháng 9, 1224 trên núi Alvernia trong rạng Alpenine. Hai năm trước khi Ngài chết. Bởi thế, bây giờ tin tức về vị linh mục được in năm dấu thánh đã thu hút người ta như 500, kể cả những người tò mò. Vì ông bà Orazio không biết đọc, nên một người bà con đã viết thư cho cha Don Salvatore Panillo, cha xứ Piccina, để xin Ngài báo tin cho hai ông bà. Khi ấy, người thân nhân này đang theo học nội trú ở Fortuna. Bà Yusipa đang một mình ở trong bếp thì cha Don Salvatore bước vào với lá thư trên tay và muốn đọc cho bà nghe. Tim bà đập thình thịch. Bệnh dịch cúm đã cướp đi mạng sống của Pichitia khi được 25 tuổi. Không biết có điều gì khủng khiếp sẽ xảy ra cho gia đình nữa hay không. Bà nghĩ đến đứa con, Perugina, cô thợ mai, đã lấy chồng và sống ở Piccina, Brazia, bây giờ là Sir Pierre ở Roma. Michael đang làm việc ở Hoa Kỳ, và Francis bây giờ là cha Pio ở San Giovanni Rotondo. Khi nghe cha Don Salvatore đọc, bà đã khóc. Ngài nói: Bà đừng khóc. Đó là vì sự thánh thiện của cha. Nước mắt bà đã ngừng chảy và bà tư lự một hồi lâu. Bà quay sang nói với ông Orazio: Bây giờ mình đâu được gọi là Francis nữa, phải gọi là cha Pio. Anh Michael đang làm việc ở Cushion, nụ ước, khi nghe tin đã thốt lên: Trời đất ơi! Francis tốt lành là chừng nào mà phải chịu đau khổ như vậy? Anh đã đáp chiếc tàu sớm nhất để về Ý. Tuy nhiên,
Khi biết đó là năm giáo thánh, anh đã khóc vì sung sướng. Tất cả gia đình vội vã đến gặp cha Pio, và trong những ngày tiếp đó họ đã đến thăm ngài thật lâu. Mặc dù cha Pio sung sướng để gặp lại gia đình, nhưng thường thường, nhất là sau khi được in năm giáo thánh, ngài tự hỏi không biết ai an ủi ai. Ngay sau khi sự kiện ấy xảy ra, tin tức lan ra nhanh chóng bất kể cha bề trên, tỉnh dòng, có muốn trì hoãn công bố hay không. Ngài muốn đợi đến sau khi các bác sĩ khám nghiệm xong và phúc trình về tòa thánh. Các vết thương cho thấy hoàn toàn không liên hệ gì đến các nguyên tắc vật lý. 4 vết thương ở tai và chân ngài xuất huyết liên tục, từng giọt một, với máu đỏ tươi. Vết thương thứ 5 ở ngực khoảng gần tim, tiết ra máu và chất lỏng như nước. Cha Don Savato nói với dân làng, đó là ý Chúa, con không tin. Một dân làng lầu bầu, làm gì có chuyện như vậy? Cha Don Savato nhìn ông, nói, như vậy ông không tin là Thánh Francisco cũng được in năm dấu thánh. Dĩ nhiên là con tin, nhưng trường hợp này thì khác. Khác cái gì? Thánh Francisco đã sống từ lâu khi những điều lạ lùng ấy đã xảy ra. Chờ, những điều ấy không còn nữa. Cha Don Savato giơ hai tay lên trời. Được, nếu vậy tôi khuyên ông đến San Giovanni Rotondo để chính mắt ông nhìn thấy. Người nông dân này đã đến, và cả một nửa làng Ficicina cũng đến. Mặc dù cha Pio cố giấu vết thương khi ngài cử hành thánh lễ, nhưng dân chúng vẫn sầm sì về đôi tay rỉ máu của ngài. Chẳng bao lâu, tất cả những ngôi làng tại San Giovanni Rotondo đều biết, và lan ra đến Foggia. Từ đó, tin tức lan tràn trên toàn nước Ý và ra đến thế giới bên ngoài. Một số linh mục bắt đầu tấn công cha Pio và năm dấu thánh của ngài qua những bài giảng và bài báo. Một số khác bảo vệ ngài và phản công trên báo. San Giovanni Rotondo trở nên là một nơi bùng nổ tôn giáo về đức tin, đức cậy, sự khả tín, sự hoài nghi và sùng kính, và huyền thoại về cha Pio bắt đầu. Năm dấu thánh phần thứ 2. Cha ơi, có quà cho cha đây. Một thầy nói với cha Pio, món quà mãi từ Thụy Điển. Đôi mắt sâu đen của cha Pio nhìn vào cái hộp nhỏ màu nâu. Món quà cho tôi. Ngài mở ra và mỉm cười, tay giơ lên một đôi giày vải mềm mại. Món quà thật ý nghĩa. Thầy dòng gật đầu. Thật như vậy, có lẽ bây giờ đôi chân cha không còn làm cha đau đớn nhiều. Cha Pio rất hài lòng. Ngài đi về phòng và tìm một đôi vớ, cẩn thận xỏ vào đôi chân xương hấp và tránh đụng đến các vết thương. Rồi ngài mang đôi giày mới, chân và cổi chân của ngài vẫn tiếp tục sưng tấy, nhất là chân bên phải. Ngài đứng dậy, đi thử đôi giày mới. Vết thương có vẻ không còn đau như trước, nhưng khi cất bước, ngài vẫn phải kéo lê đôi chân và dáng đi vẫn chậm chạp, không vững và ngập ngừng. Ngài tìm được một cái gương soi mặt và nhìn ngắm mình. Ngài thầm nghĩ, mới 31 tuổi mà đã là một ông già tàn tật. Ngài đưa tay xoa đùa râu và vuốt mớ tóc lòa xòa trên trán. Đôi mắt sâu của ngài vẫn trong sáng và ngài trông không có vẻ khổ sở lắm, nếu không phải đi lại hoặc đứng quá lâu. Chiếc áo dòng nâu dài che kín vết thương cạnh sườn và đôi găng tay.
được các phần bọc các ngón tay, bao phủ các vết thương đang hé mở và rỉ máu. Sau này Ngài đã lên ký và cân nặng đến 165 cân Anh. Tuy vậy, Ngài vẫn mạnh khảnh, cao 5 feet 10 inches. Nhưng bộ áo dòng thùng thình khiến Ngài có vẻ to lớn hơn. Ngài nhìn mình trong gương lâu hơn chút nữa. Trên gương mặt nghiêm nghị của Ngài có vẻ buồn, u ẩn và thầm kín. Ngài cũng thấy chứ, dường như đó là khuôn mặt của một người lạ đang nhìn Ngài. Ngài thì thầm, nói với khuôn mặt trong gương: Mi không bao giờ thoát khỏi sự đau khổ. Ngài quay mình và tần ngần nhìn cánh cửa trước khi đi ra. Ngài tự nhủ: Ai bắt đầu yêu thương phải chuẩn bị sự đau khổ. Ở bên ngoài, giống như một cuộc náo loạn, một thầy gặp Ngài ở hành lang cho biết: Họ đến cả hàng ngàn người. Cha Vio gật đầu: Cha biết. Ngài có vẻ lo âu: Thầy có nghĩ là họ hỗn loạn không? Thầy dòng nhún vai: Có người nói họ đã hỗn loạn rồi. Hàng ngày phải có cảnh sát đến đây trông chừng đám đông, cha có biết không? Cha Vio cao mày ngạc nhiên và lưỡng lự mạo hiểm đi ra ngoài. Một cách chậm chạp và khó nhọc, Ngài bước qua đám đông đang tụ họp ở các hành lang. Ngài cố nở nụ cười và dừng chân để nói chuyện một cách thân mật với một bà già lưng còng vì tuổi tác và bệnh hoạn. Từ từ, Ngài cảm thấy một hạnh phúc mới và sự nhiệt tình. Ngài đưa tay chúc lành cho đám đông. Trời đã cuối thu và gió đông đã bắt đầu thổi qua tu viện Đức Mẹ Ban Ơn. Nhưng ngày nào cũng như ngày nào, đám đông này phá rối trật tự công cộng. Một viên cảnh sát trung ương lầu bầu, ông đưa tay ngoắc một cảnh sát viên đang lặng vạng ở cửa: Anh kia, đã đến lúc chúng ta phải chấm dứt hành động này. Tôi muốn anh bắt cái ông linh mục đó. Viên cảnh sát miệng há hốc: Cha Pio. Phải, cái ông đó. Viên cảnh sát bất mãn đi về phía tu viện. Ông thấy con đường chật ních những xe cộ đủ loại, xe tư, xe công cộng, ngay cả trên những chiếc xe dài như toa xe lửa. Gần cổng vào tu viện, đàn ông, đàn bà và trẻ em đang vây quanh một linh mục trẻ tuổi, tóc đen với chiếc áo dòng màu nâu. Ông thấy họ tiến đến hôn tay Ngài và Ngài chúc lành cho họ. Ông cứ chen vào đám đông và hỏi: Có phải là cha Pio không? Đúng vậy. Một phụ nữ ở trước mặt ông trả lời. Bà quay mặt liếc nhìn ông và nói: Ngài thật là lùng phải không? Chúa đã để Ngài sống giữa chúng ta. Viên cảnh sát bỏ ra về. Ông nói với vị chỉ huy: Cha ấy chẳng làm gì xác quấy cả. Ngay lập tức, viên cảnh sát bị sa thải và một người khác được thay thế. Nhưng lần này cũng vậy, viên cảnh sát trở về mà không bắt cha Pio. Vị chỉ huy tuyên bố: Chính tay tôi phải đi bắt mới được. Ông nhét đôi còng vào túi. Khi ông đến tu viện, trời đã sẩm tối vì những đám mây mưa nặng nề lơ lửng trên bầu trời mùa đông. Mọi người đều đi ăn trưa, ngoại trừ cha Pio vẫn còn lê bước đến từng người. Ông thấy có một bà quỳ xuống chân Ngài, tay ôm chặt đứa con. Bà nài nỉ: Cha Pio, xin giúp con tôi, nó bị câm và điếc. Ngài nhìn đứa bé nhỏ xíu trong vòng tay bà mẹ. Ngài hỏi: Tên của cha là gì? Khuôn mặt nhỏ xíu của đứa bé quay lại và trả lời: Cha Pio. Vị chỉ huy há hốc miệng. Và ông thấy người mẹ vui sướng như điên ôm đứa con bước ra khỏi đám đông. Cha Pio quẩy sang hỏi vị chỉ huy: Ông muốn gì? Ông ngoan ngoãn thưa: Con muốn xưng tội. Được. Cha Pio nói: Đi theo tôi. Ngài chỉ vào chiếc áo choàng dày cộm của ông
và nói một cách ráo hoảnh. Hãy cẩn thận, đừng để đôi còng đó làm ông bị thương. Năm dấu thánh phần thứ 3. Vào năm 1919, sự ồn ào về cha Pio và năm dấu thánh đã gia tăng mãnh liệt, đến độ các tu sĩ ở San Giovanni Rotondo phải đau khổ vì bị tấn công, nhưng họ không cô đơn. Cha Pio cũng được sự hỗ trợ của các linh mục ở Ái Nhĩ Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Ba Lan. Cũng có rất nhiều linh mục Ý tin rằng cha Pio được in năm dấu thánh. Trong các bác sĩ tâm lý học, tâm bệnh học và thần kinh học khám nghiệm năm dấu thánh của cha Pio, vị bác sĩ đầu tiên là bác sĩ Luigi Romanelli, một bác sĩ nổi tiếng ở Barletta. Cuộc nghiên cứu của ông gồm 5 lần khám nghiệm. Được dòng Cappuccin mời, bác sĩ Romanelli đã đến gặp cha Pio vào tháng 6 1919. Trong bản phúc trình y khoa, ông diễn tả các vết thương ở tai cha Pio là những vết thương thuộc về cơ thể học gần các đốt bàn tay, hầu như hình tròn, có kích thước khoảng 2 cm. Những vết thương này được che bởi cái vảy màu nâu đỏ. Các mô ở xung quanh không chảy máu, không mụn mủ và không bị viêm. Vị bác sĩ nói, vết thương ở tay ngài không chỉ ở ngoài da. Vì khi tôi dùng tay bóp vào bàn tay ngài, tôi cảm thấy có một khoảng trống. Ông kết luận, vết thương ở tay cha Pio thực sự là những vết thương bởi sự đâm thâu qua. Đây có thể là lý do tại sao cha Pio không thể nắm bàn tay lại được. Trong buổi tối hôm đó, bác sĩ Romanelli đã làm lại cuộc thử nghiệm tàn bạo đó. Dù ông biết cha Pio rất đau đớn, ông lại làm cuộc thử nghiệm đó vào buổi sáng và luôn quả quyết rằng đó là những vết thương bị đâm thâu qua. Bác sĩ Romanelli cho biết, vết thương ở chân ngài cũng có đặc tính giống như ở bàn tay, nhưng miệng vết thương rộng hơn, chân thì khó khám nghiệm hơn vì nó dày. Chỉ cần ấn nhẹ vào chân ngài thôi cũng đủ khiến cha Pio nhăn mặt vì đau đớn. Nước mắt giàn giụa trên mắt ngài chứng tỏ sự đau đớn của thân xác ngài là có thật. Cái vảy tròn màu nâu được tạo bởi máu từ từ đông lại, và dần dà những cái vảy ấy rơi ra để lộ lại vết thương với mọi chi tiết. Đường viền của vảy thật sạch sẽ đến nỗi khi nhìn dưới kính phóng lớn cũng không thấy có nước hay có màu đỏ. Một ngày kia, bác sĩ Romanelli khám nghiệm vết thương ở ngực. Ông thấy vết thương này dài gần 3 inch và thon nhỏ ở hai đầu, có máu chảy ra và có hình dạng thập giá để ngược. Vết thương nằm ở khoảng 1 inch bên dưới đầu vú bên trái và ngay bên ngoài trái tim, và cũng có đặc tính như các vết thương khác. Mép vết thương cho thấy đó không chỉ là vết thương ngoài da. Các mô xung quanh vết thương không bị viêm, nhưng rất cao khi bị chạm nhẹ. Một linh mục Cappuccin từ Milan đến thăm. Các linh mục khác nói cho ngài biết về vị trí vết thương của cha Pio ở cạnh sườn bên trái trong vùng gần tim. Linh mục Cappuccin này tuyên bố, vết thương của Đức Kitô là ở bên phải. Chắc chắn là ngọn giáo từ dưới đâm lên, xuyên từ bên phải vào tim mà không thấu qua sườn bên kia. Các linh mục đi tìm cha Pio và hỏi, có phải vết thương của cha nằm đối diện với vết thương của Đức Kitô không? Cha Pio bắt gặp ánh mắt dò xét của các linh mục. Ngài bình thản trả lời, nếu được,
giống hệt như vết thương của Đức Kitô thì thật là quá đáng. Bác sĩ Somenelli nhận thấy khi được chữa trị tốt đẹp thì các vết thương có vẻ lành lặn, nên ông ra lệnh cho cha Pio: tôi muốn cha rửa tay với nước khử trùng và sau đó dùng găng tay sạch mà bọc. Đừng dùng lại găng tay cũ bị dơ bẩn. Cha Pio sẵn sàng nghe theo, nhưng ngài quá mệt mỏi để thi hành những gì được sai bảo. Khi thấy sự săn sóc thiếu chu đáo không ảnh hưởng gì đến vết thương, bác sĩ Somenelli để cha Pio rửa các vết thương với xà bông loại rẻ tiền nhất. Và điều đó chẳng làm vết thương tệ hại thêm hay biến chứng thêm. Ông cho bôi một loại thuốc để giúp vết thương mau lành. Sau cùng, ông dùng đủ mọi cách để chữa trị, nhưng các vết thương không thay đổi. Bác sĩ Somenelli lắc đầu tuyệt vọng. Tôi không tìm thấy một loại chứng cớ bệnh lý nào cho phép tôi xác định những vết thương này về phương diện y khoa. Ông đã trình lên văn phòng tòa thánh bản phúc trình dài và kèm theo hình ảnh. Bác sĩ Somenelli nói với cha bề trên Paulino: tôi không thể nào giải thích được, kể cả các vết thương cũng như mùi thơm của cha Pio. Cái gì của cha Pio? Cha Paulino hỏi. Mùi thơm? Một tu sĩ như cha Pio lại dùng dầu thơm thì không bất thường sao? Cha Paulino kinh ngạc và đồng ý rằng đó là điều khác thường. Về sau, bác sĩ Somenelli viết thư cho cha bề trên, báo cáo rằng ông lại ngửi thấy mùi thơm đó khi vừa bước xuống thang lầu nhà ông để chuẩn bị đến tái khám cho cha Pio. Đó không phải là điều tự kỷ ám thị. Ông nhấn mạnh là không có ai cho ông biết trước về điều đó, và lần nào mùi thơm cũng giống nhau. Cha Paulino thầm nghĩ, có lẽ chính ngài phải đích thân điều tra trước khi sự việc ra ngoài tầm tay. Ngài chặn hai thầy đang trên đường đến nhà nguyện và hỏi: hai con có thấy cha Pio dùng dầu thơm không? Hai thầy cùng nhăn mặt. Dầu thơm? Một thầy cố nín cười hỏi lại. Cha Paulino nhíu mày khó chịu. Cha không nghĩ đó là điều tức cười. Thầy vội vàng đáp. Thưa cha không, cha có muốn chúng con hỏi dùng cho cha không? Cha Paulino lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Không cần. Ngài thở dài vội vã bước đi. Cha Pio làm như không nghe thấy tiếng sần sì to nhỏ của các tu sĩ, và ngài tránh những cặp mắt dò xét khi ngài khó nhọc lê bước trên hành lang. Khi nói chuyện với ai, ngài tránh đề cập đến vấn đề. Ngày kia, ngài nói với một linh mục: chúng ta cần có một bệnh viện. Cha gật đầu. Dạ phải, con đồng ý với cha. Cha Pio tự lự một lúc và cảm thấy thích thú với ý tưởng này. Ngài cố thuyết phục bất cứ ai mà ngài nói chuyện, dù rằng họ là những người không cần phải thuyết phục. Ngài nói: từ ngày đầu tiên tôi đến San Giovanni Rotondo này, tình trạng y tế ở Gargano thật tệ hại, đến nỗi có một ông nhà nghèo kia bị thương, người ta phải đưa ông ấy Gargano đến Foggina bằng xe bò. Điều đó có nghĩa phải mất 6 tiếng đồng hồ, nên ông ấy đã chết vì ra máu nhiều quá. Mọi người đều tán thành điều đó. Tình trạng y tế của một thành phố mà dân số ngày càng gia tăng đã bị quên lãng từ lâu. Chữ bệnh viện ở đây chỉ là một vài căn phòng nhỏ trong phố và không đủ giường cho bệnh nhân nằm. Trong các trường hợp khẩn cấp, vị bác sĩ địa phương thường được gọi đến, nhưng chính ông ta phải mang theo dụng cụ hành nghề. Với những trường hợp nguy kịch, bệnh nhân phải đến các thành phố lân cận như Foggia, San Siviri hay Monte Santario, và ở đó việc chữa trị lại trì hoãn vì thiếu phương tiện liên lạc
để có được thuốc men giúp đỡ nạn nhân. Trong một bữa trưa, bỗng dưng cha Pio nói lớn: "Tôi sẽ phải làm cái gì đó cho tình trạng này." Mọi người nhìn ngài, họ ngồi ở những chiếc bàn gỗ xếp thành vòng tròn trong phòng ăn. Một phút im lặng trôi qua, một thầy ngồi đối diện với cha Pio mỉm cười, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của ngài và nói: "Cha làm ơn đưa cho con ổ bánh mì." Năm Giáo Thánh phần thứ tư. Ban Giám đốc Trung ương của dòng Carbogen có trụ sở quốc tế ở Roma, thấy cần phải điều tra thêm về các vết thương. Do đó, cha bề trên tổng quyền đã xin tòa Vatican đề cử một bác sĩ. Tòa Thánh gửi bác sĩ Amico Bignami, một người xối đầu, dáng dấp đặc biệt và là giáo sư danh dự của Đại học Roma. Vì ông là một người vô thần, nên hy vọng rằng quan điểm của ông sẽ khách quan và có tính cách khoa học. Ông đến tu viện San Giovanni Rotondo vào một ngày hè nóng nực và ẩm thấp trong tháng 7 1919. Bác sĩ Bignami chú ý đến kích thước và vị trí của vết thương và cái vẩy trong lòng bàn tay phải của cha Pio. Cái vẩy, như ông cho biết sau này, thì hình tròn và gần như màu đen. Da chung quanh vết thương thì bình thường, tuy nhiên không bị rách và có màu vàng vì thuốc khử trùng iốt. Ông hỏi: "Cha đang dùng thuốc gì vậy?" Cha Pio giải thích việc ngài dùng thuốc khử trùng để chữa vết thương cho khỏi chảy máu, nhưng máu vẫn tiếp tục rỉ ra và ngài phải thay tấm băng vải một ngày hai lần. Bác sĩ cũng thấy một miếng vẩy khác, có vẻ mỏng hơn, ở lưng bàn tay của cha Pio, đối diện với vết thương ở lòng bàn tay. Ngay cả miếng vẩy này và da chung quanh cũng thấy rõ ràng có màu thuốc iốt. Và ở bên tay trái, bác sĩ Bignami cũng thấy y như vậy. Trên lưng bàn chân phải, ở khối xương chân thứ hai, vị bác sĩ nhận thấy các mô bị thương tích và một miếng vẩy mỏng, màu nâu sậm, và chung quanh cũng có màu thuốc iốt. Ở lòng bàn chân của cha Pio, ông cũng thấy một khoảng da nhỏ hình tròn và đậm màu thuốc iốt. Là iốt nữa, vị bác sĩ lên tiếng. Ở Ý còn chỗ nào bán thuốc này nữa không? Cha Pio cười gượng gạo, ngài nói: "Tôi không biết làm gì hơn." Mắt ngài như dán vào một điểm trên tường, trong khi bác sĩ Bignami tiếp tục xem xét bàn chân trái. Vết thương bên chân trái rất giống với bên chân phải ở chiều dài, vị trí và đặc tính. Cha Pio cởi áo dòng và vắt lên ghế. Vị bác sĩ xem xét vết thương bên ngực trái của cha Pio. Vết thương kéo dài từ nách ra đến giữa ngực, có hình chữ thập, khoảng từ 5 đến 9cm chiều ngang và thon nhỏ dần. Làn da thì khô, màu nâu đỏ, với vết trầy sơ bên ngoài, không có máu chảy. Bác sĩ Bignami nhận thấy vết thương này không sâu và da không bị hư hại. Bác sĩ Bignami nói: "Tôi sẽ bôi thuốc để chữa vết thương." Để thận trọng không bị mắc lừa, ông dán một miếng băng trên các vết thương sau khi bôi thuốc. Khi đến ngày gỡ miếng băng, ông ngạc nhiên khi thấy các vết thương không bị ảnh hưởng gì đến cách chữa trị mà ông đã dùng. Ông nói: "Tôi không hiểu nổi cái vị trí cân xứng của các vết thương ở cả hai tay, hai chân và cạnh sườn. Và tôi cũng không hiểu tại sao vết thương vẫn y như thế, sau gần một năm trời mà không lành và cũng không tệ hơn." Cha Pio lắc đầu: "Tôi không biết." "Tại sao cha lại có những vết thương ở 5 vị trí đặc biệt trên thân thể
mà không ở chỗ khác. Bác sĩ Benami bất thình lình hỏi. Cha Vio mặc lại chiếc áo dòng cho ngay ngắn và xoay nhẹ dây thừng quấn quanh bụng. Ngài đáp. Điều đó ông phải cho tôi biết chứ. Ông là một khoa học gia mà. Bác sĩ Benami nhìn ngài nghi ngờ. Điểm chính của bản phúc trình của bác sĩ Benami gửi cho nhà dòng Capuchin là ông cho rằng năm dấu thánh của cha Vio là sự thoái hóa của lớp da và biểu bì. Giống như các tế bào ở bên trên và bên dưới làn da bị chết đi. Đây là giả thuyết nổi tiếng của ông về sự thoái hóa biểu bì vì già hay vì bệnh tật, necrobiosis. Nhưng ông không thể giải thích được vị trí đặc biệt của năm vết thương này. Lời đồn thổi tiếp tục lan rộng bất kể mọi khám nghiệm. Một số người công khai hỏi cha Vio. Có người hỏi ngài về 62 vị trong lịch sử giáo hội được in năm dấu thánh và đã được phong thánh. Ngài ngắt lời. Những vết thương của Chúa cứu thế là một điều muôn đời kỳ diệu. Nhưng những vết thương của loài người thì chỉ là sự thoái hóa của các tế bào. Cha Vio tự hỏi, không biết khi nào thì những điều này sẽ chấm dứt. Ngài cầu nguyện và chiêm niệm trong nhiều giờ. Và trong những lúc ấy, cơn đau và sự hoang mang cũng tan biến, giúp ngài có sự bình an sâu xa và khuây khỏa. Trong khi đó, bản phúc trình của bác sĩ Benami không làm hài lòng các cha Capuchin. Do đó, vào đầu mùa thu năm ấy, ban giám đốc trung ương của dòng Capuchin đã mời bác sĩ Giorgio Festa, một vị bác sĩ giải phẫu nổi tiếng ở Roma. Ông là một người lớn tuổi, tóc bạc với bộ râu cắt tỉa gọn gàng. Bác sĩ Festa, một người công giáo, rất được quý mến và được coi là người rất khách quan. Đầu tiên, ông dừng ở Foggia để gặp vị bề trên tỉnh dòng, cũng như để xem xét các tài liệu liên hệ đến cha Vio. Sau đó, ông và cha bề trên cùng lái xe đến San Giovanni Rotondo để gặp cha Vio. Bác sĩ Festa ở trong nhà dòng một thời gian lâu, đủ để có nhận định về đời sống và cá tính của cha Vio trước khi ông khám nghiệm. Ông quan sát vị linh mục trẻ tuổi thi hành bổn phận hàng ngày một cách khiêm tốn và kín đáo. Mọi sự quan sát dường như đều làm cho cha khó chịu. Cha Vio vâng chịu những cuộc khám nghiệm kéo dài và mệt mỏi mà không than trách. Kết luận của bác sĩ Festa xác nhận những gì mà đồng nghiệp của ông đã thấy. Ông quan tâm đến sự điều hòa của hơi thở và máu huyết lưu thông của cha Vio, cũng như phổi, áp huyết và nhịp tim đập của ngài. Ông cũng đồng ý về sự điều hòa của bộ phận tiêu hóa, các cơ quan trong bụng và sự quân bình tuyệt hảo của các chức năng hệ thần kinh và tâm trí của cha Vio. Ông xác nhận điều nhận xét của bạn đồng nghiệp về khoảng da chung quanh các vết thương. Nhưng, cũng như bác sĩ Romanelli, ông không đồng ý với bác sĩ Benami về việc sự diễn tả các vết thương. Ông nói với cha Vio, tôi muốn lấy một ít máu của cha để khảo sát dưới kính hiển vi. Ông lấy một miếng bông vải và thấm máu từ bàn tay cha Vio rồi cất trong chiếc cặp da. Khi ông rời tu viện, ông đi chung xe taxi đến trạm xe lửa với một người thợ may có tiếng và hai phụ nữ. Một bà nói, tôi ngửi thấy mùi gì tuyệt diệu quá. Những người khác cũng hít hà, và mặc dù gió lồng lộng theo vận tốc xe chạy, họ cũng ngửi thấy như thế. Người đàn ông nói, mùi thật thơm. Bác sĩ Testa ngồi im lặng, lắng nghe. Ông giữ miếng bông vải trong ngăn kéo tủ của phòng mạch ở Roma. Miếng bông vải thấm máu này đã tiết ra mùi thơm, đến nỗi các bệnh nhân đến khám bệnh thường hỏi đó là mùi gì. Nó có mùi thơm pha trộn của hoa hồng, hoa tím và hoa huệ tây. Bác sĩ Pesta tuyên bố, tôi phải thú nhận là miếng bông ấy làm tôi bối rối.
Ông biết chắc chắn rằng máu lấy từ thân thể thì thường có mùi ghê tởm. Ông kết luận rằng mùi này trái ngược với bất cứ quy tắc nào có tính cách tự nhiên hay khoa học. Ông nói, nó đánh đổ bất cứ lý luận nào, nhưng tôi phải thú nhận là nó có thật. Các cha Capuchin háo hức lắng nghe ông phúc trình. Ông nói, vào ban đêm, cha Pio mang vớ và găng tay không có ngón, làm bằng vải bông hay len, tùy theo thời tiết. Ban ngày, ngài mang găng tay nâu, đặt ngay trên vết thương. Vào buổi sáng khi ngài tháo găng tay ra, thì có máu dính vào ở những chỗ vết thương. Tôi đã khám nghiệm nhiều đôi vớ và găng tay, và kết quả cho thấy các vết máu đó là do máu động mạch gây lên. Các cha Capuchin lắc đầu ngạc nhiên. Bác sĩ Testa cho biết, có một lần khi ngài tháo đôi vớ ra, tôi thấy miếng vảy màu nâu đỏ rơi ra, và tôi thấy một vết sẹo thật rõ ràng và có màu trái ngược với làn da hồng hào ở chung quanh. Vết thương thực sự thì nằm ở giữa miếng vảy có hình bông hồng, vết thương to bằng hạt đậu, với đường viền màu nâu đỏ không đều đặn, dường như nó tạo bởi một vật gì nhọn đâm vào chân. Vết sẹo trên mu bàn chân cho thấy có một vết thương nằm cân xứng một cách tuyệt hảo với vết thương ở lòng bàn chân. Một trong các linh mục Capuchin, vị bề trên tỉnh dòng cha Pietro da Ichitella, có mặt trong phòng cha Pio khi khám nghiệm, cho biết, tôi chứng kiến cha Pio đặt tay của ngài trên bàn được phủ bằng giấy báo. Khi ngài tháo găng tay ra, miếng vảy che vết thương rơi ra, tôi thấy có cái lỗ rõ ràng xuyên qua bàn tay, và tôi có thể đọc được chữ của tờ báo qua vết thương ở tay ngài. Vết thương thực sự có cái lỗ. Năm dấu thánh phần thứ 5. Trong lịch sử các thánh, sự kiện có mùi thơm thì không gì mới mẻ. Tài thánh Đa Minh phát ra mùi thơm khi dân chúng hôn tay ngài, và thánh Helena phát ra mùi thơm khi ngài rước lễ. Một số thân thể các thánh phát ra mùi thơm sau khi chết, như trường hợp của thánh Colita, thánh Joseph Cupolino và thánh Martin de Porres. Bất cứ ai trong tình trạng mắc tội trọng, thánh Philip Roma đều ngửi thấy mùi hôi thối khi ngài đến gần, mặc dù thân thể người đó rất sạch sẽ. Trong trường hợp của cha Pio, mùi thơm nói lên sự hiện diện an ủi của cha, đó là để khuyến khích, chú ý đến điều nguy hiểm, hay lập tức, hay nhớ đến sự hiện diện, sự khuyên bảo và sự hiến dẫn của cha. Nhiều người nhận ra mùi thơm đó một cách riêng biệt, không phải ai ai cũng nhận thấy cùng một lúc. Các tu sĩ ở tu viện Đức Mẹ Ban Ơn lắng nghe các người khách bàn tán sôi nổi về mùi thơm này. Một linh mục nói với hai thầy, có nhiều người cho rằng nó giống mùi axit carbolic, có người còn cho rằng nó giống mùi nhang hay mùi thuốc lá nữa chứ. Một thầy phản đối, không, điều đó vô lý, cha ấy đâu có dùng thuốc khử mùi thôi. Hai người kia gật đầu đồng ý. Tôi nghe có người nói, nó tùy thuộc tình trạng linh hồn của người gặp ngài. Họ nói những người trong tình trạng ơn sủng thì ngửi thấy mùi ngọt ngào, trong khi người mắc tội trọng thì chẳng ngửi thấy mùi gì cả. Nhưng tôi nghĩ đến một điều đang được người ta công nhận rằng, những người không có đức tin, mắc tội trọng, được ngửi thấy mùi ngọt ngào này lần đầu tiên khi gặp ngài, và điều này ảnh hưởng đến sự trở lại của họ. Bà Razia Formicelli,
mẹ đỡ đầu của Chavio nói với một thầy rằng: tôi cũng cảm nghiệm được điều đó khi tôi đang ở trên núi hái dâu và đang đi giặt lùi. Bỗng dưng tôi ngửi thấy mùi thơm của Chavio. Tôi ngẩng đầu lên, quay người lại và thấy ngay cả sau là một vách núi thật dốc. Chỉ cần thêm một bước nữa thôi là tôi lọt xuống đó ngay. Sau này, khi bà đến San Giovanni Rotondo để cảm ơn cha Pio đã cứu mạng bà, cha đã xua tay và nói: đó là để bà nhớ đừng bước giật lùi như con nít. Một người viết tiểu sử của cha Pio là Giancarlo Firiali viết cuốn Tôi đã gặp cha Pio và đã kể lại lúc ông đến gặp cha vì tò mò. Ông viết: tôi đang đứng ở trước nhà thờ với đứa con trai. Đó là lần đầu tiên trông thấy ngài với đám đông vây quanh. Tôi đứng xa chỗ ấy lắm và mùi thơm nhẹ nhẹ xông vào mũi. Ngay lúc đó, đứa con trai hỏi tôi: đó là mùi gì vậy? Bà Joseph Pini Marchilli ở Polona có ghi nhận một phép lạ. Bà nói: trước khi cánh tay tê liệt của tôi được bình phục, ngay từ đầu tôi đã ngửi thấy mùi thơm của cha Pio. Từ lúc đó trở đi, tôi bắt đầu cảm thấy cánh tay như sống lại, mặc dù vài bác sĩ cho rằng tôi không thể nào sử dụng cánh tay đó được nữa. Ngài Domenico Tonola ở Zurich, thụy sĩ viết cho tu viện San Gio Rotondo và kể với các thầy: một sáng kia tôi thức giấc và ngửi thấy mùi thơm nồng nàn của hoa tím, hoa huệ tây và hoa hồng. Tôi nhận ra mùi thơm đó có liên hệ đến cha Pio và tự hỏi không biết điều đó có ý nghĩa gì. Và tôi chợt hiểu khi người phát thư trao cho tôi lá thư của người em tôi mà đã 32 năm tôi không gặp chú ấy và tưởng đã chết. Tôi từng xin cha Pio cho tôi được biết bất cứ tin tức gì về em tôi và ngài đã trả lời. Một chúng sinh Jan Berman, người Hoa Kỳ, một sáng kia đến tu viện Đức Mẹ Ban Ơn và được vinh dự giúp lễ cho cha Pio. Sau đó, chúng sinh này nói với các thầy giàu: trong khi giúp lễ, tôi ngửi thấy mùi thơm tuyệt diệu chưa từng thấy. Tôi biết rất ít về cha Pio và cũng không biết gì về hiện tượng này. Các thầy dòng cười, một thầy nói: đó là dấu hiệu cho thấy Thiên Chúa đã ban cho ơn gì đặc biệt qua cha Pio. Một thầy khác nói xen vào: đúng vậy, trong những người biết cha Pio, nhiều người cho rằng mùi thơm này chứng tỏ là ngài đã nghe lời cầu xin của họ, hoặc như một cảnh giác nên tiếp tục hay nên dứt bỏ một hành động nào đó, hoặc như sự thúc giục cầu nguyện hay tiếp tục trông cậy. Họ coi như ngài muốn nói rằng ngài đang cầu nguyện và đang chú ý đến khó khăn của họ, và mùi thơm chứng tỏ là ngài đang hiện diện về phương diện tinh thần, dù rằng thân xác ngài cách xa đó. Chúng sinh này hỏi: cha Pio nói gì về tất cả những điều này? Cha chẳng nói gì cả. Thầy dòng trả lời: ngài không thích đề cập đến bất cứ điều gì. Người chúng sinh nói: như vậy, tôi có thể nói đó là một hiện tượng bí ẩn kỳ lạ. Các thầy quay lưng định bước đi. Chúng sinh này hỏi: các thầy muốn biết tôi nghĩ gì không? Mọi người nhìn đến anh. Tôi nghĩ tất cả chỉ là một sự tưởng tượng được phóng đại. Các thầy giật mình, nhưng người chúng sinh phát lên cười. Đời sống sẽ tẻ nhạt nếu thỉnh thoảng không có những mâu thuẫn, phải không? Họ nhìn anh hơi nghi ngờ và quay bước.
những mâu thuẫn cũng xảy ra trong lĩnh vực y học. Bác sĩ Somanelli đã đến gặp bác sĩ Pesta vào tháng 7, 1920, và họ không còn bất đồng về vết thương như lúc trước. Cách đây một năm, bác sĩ Somanelli chỉ thấy có một vết thương dài chừng 7-8 cm. Ngược lại, cũng như bác sĩ Bisnami, bác sĩ Pesta lại thấy hai vết thương, và đó là vết thương ngoài da và có hình thập giá để ngược. Bây giờ tất cả đều đồng ý, đó là một thập giá để ngược. Hình thập giá để ngược ở ngoài da ít có ảnh hưởng đến lớp biểu bì, nhưng lớp da đó có nhiều điều kỳ lạ. Có một cái sẹo ngắn và hẹp che phủ phần chính giữa vết thương. Các mô xung quanh không thấy đỏ, không bị thâm nhiễm hay làm mủ. Nhưng bề ngoài của cái sẹo khiến người ta tưởng lầm, vì chỉ cần chạm nhẹ thôi, nó cũng khiến đau đớn ghê gớm và lan rộng hơn cả diện tích của cái thẹo. Mặc dù vết thương ở ngực có vẻ chỉ ở ngoài da, nhưng bác sĩ Pesta cho biết chính mắt ông thấy máu nhỏ ra từ vết thương đó còn nhiều hơn ở các vết thương khác. Ông nói, trong lần khám nghiệm đầu tiên, vào lúc 9 giờ tối, tôi lấy đi mảnh vải cỡ chừng bàn tay, đang đậy vết thương ấy, nó ướt đẫm chất lỏng màu đỏ, và tôi đặt một khăn tay mới lên vết thương. Đến 7 giờ sáng hôm sau, chiếc khăn tay mà tôi đặt vào tối hôm trước và cả mảnh vải cùng kích thước mà cha Pio đặt lên vết thương vào nửa đêm đều ướt sũng với chất bài tiết đó, chứng tỏ thực sự có xuất huyết. Cha Pio thường giữ mảnh vải to bằng bàn tay ở chiếc bàn ngủ bên cạnh giường. Trước khi cha bề trên được lệnh từ Vatican là phải gìn giữ những mảnh vải này, cha Pio muốn đốt chúng đi. Bác sĩ Pesta đề nghị, hãy giữ lấy những mảnh vải ấy và phân phát cho người tín hữu. Cha Pio suy nghĩ trong giây lát và đồng ý. Bác sĩ Pesta cho biết, tôi thu nhập rất nhiều mảnh vải ấy, và tỷ lệ máu và nước thấm ở những mảnh vải này đều giống nhau và có cùng một đặc tính. Dù lượng chất lỏng nhiều ít, trong năm tôi khám nghiệm cha Pio, một ngày ngài phải dùng đến ít nhất là 3 mảnh vải và một số ướt sũng. Vị bác sĩ cũng nhận thấy máu và nước tiết ra một cách tách biệt nhau ở ngoài rìa vết thương. Trên các mảnh vải người ta có thể thấy chỗ máu và nước hòa lẫn với nhau, và sau một thời gian chất lỏng này đã trở thành máu khô. Trong nhiều năm, bác sĩ Pesta ghi nhận lại những sự kiện của các mảnh vải này, và thỉnh thoảng ông đã phúc trình cho các cha Capuchin. Ông viết, không có trường hợp nào mà sự hòa lẫn của chất lỏng mà hoàn tất cả, không có sự rữa nát, hay có vi khuẩn xuất hiện, hay có mùi hôi. Ông cho biết, trong mọi trường hợp, vết máu trở thành màu nâu sau nhiều năm, nhưng nếu nhìn mảnh vải ở chỗ sáng sủa, thì nó có màu đỏ hơn là màu nâu. Bác sĩ Pesta cho biết, ở lòng bàn tay trái của ngài, khoảng giữa lưng bàn tay, có một vết thương gần như hình tròn, gọn gàng, và đường kính lớn hơn 2 cm. Nó được che bởi cái vảy màu nâu. Miếng vảy này cứng dần vì máu rỉ ra từ giữa vết thương. Vết thương ở lòng bàn tay, dù được quan sát bằng kính phóng đại cũng không thấy có mủ hay sưng. Và vết thương ở bàn tay phải, bác sĩ Pesta cho biết, cũng giống như ở bàn tay trái. Trong khi khám nghiệm, ông thấy có giọt máu rỉ ra ở xung quanh vết thương. Mọi bác sĩ đều nhận thấy cha Pio rất đau đớn, và ngài phải kéo lê đôi chân mỗi khi đi đứng. Trước khi một thang máy được thiết lập, việc lên xuống cầu thang hàng ngày là một thống khổ cho ngài.
Một phụ tá nói với ngài: những bậc thang quả là đường lên núi Sọ cho cha. Ngài trả lời: đường núi Sọ của tôi đâu chỉ có những bậc thang này. Ngài cố tránh dây dưa và những bàn cãi và tranh luận về các dấu thánh và sức mạnh siêu nhiên mà người ta gán cho ngài. Nhưng ngài không thể vưng tai bịt mắt mà không nghe biết về những điều ấy. Và khi được tòa thánh ra lệnh tuân phục để điều tra và khám nghiệm, ngài cũng không biết phải làm sao hơn. Việc bàn cãi về vết thương của ngài hầu như xảy ra hàng ngày. Mọi người không đồng ý là cha Orestino Cimilli, ngài là linh mục, bác sĩ, tâm lý gia, khoa trưởng đại học Công giáo Milan, người cố vấn cho Đức Giáo Hoàng Pio XI và là người tư vấn cho các thánh bộ. Ngài được coi là một linh mục rất đạo đức và có uy tín về phương diện khoa học. Trong một chiều tối, cha Cimilli bất ngờ đến tu viện Đức Mẹ ban ơn. Ngài nói với thầy dòng tiếp đón ngài: tôi muốn gặp cha Pio. Thầy thưa: xin lỗi cha, cha Pio đang cầu nguyện. Xin cha ở lại qua đêm và sáng hôm sau sẽ gặp ngài. Cha Cimilli đồng ý. Và sáng sớm hôm sau, ngài đợi cha Pio ở hành lang. Trong ánh sáng lờ mờ của bình minh, cha nhận ra bóng dáng cha Pio đang lê bước đến ngài. Khi cha Pio đến gần, cha hơi sững sờ nhìn thấy khuôn mặt hiền từ của cha Pio mà cha tưởng rằng ngài sẽ nhăn nhó ghê gớm vì đau đớn. Cha Pio. Cha Cimilli vừa ôm lấy cánh tay cha vừa nói: tôi đến để khám nghiệm vết thương của cha. Ngài nở một nụ cười thật tươi, tỏ vẻ ân cần. Cha Pio dừng bước. Cha cảm thấy hơi căng thẳng. Cha có giấy phép không? Nụ cười của cha Cimilli vực tắc. Giấy phép? Phải. Cha Cimilli quay mặt đi chỗ khác. Ngài ấp úng: không, tôi. Và ngài đã bỏ lửng câu nói. Cha Pio nhìn vào đôi mắt bối rối ấy và không nói một lời. Ngài tiếp tục đến nhà nguyện cử hành thánh lễ. Cha Cimilli nói với theo: chúng ta sẽ nói về chuyện ấy sau. Nhưng ngài rời tu viện mà không gặp cha Pio. Về sau, cha Cimilli tuyên bố một cách công khai cũng như riêng tư rằng ngài đã khám nghiệm vết thương của cha Pio và ngài thấy đó không phải là vết thương trên da thịt như của thánh Francisco. Ngài cho rằng các dấu thánh của cha Pio đối với ngài chỉ là một đặc tính thái quá của các tế bào, hoặc đúng hơn, được gây ra bởi một sự lừa dối thật sự và chính xác. Những lời nhận xét của cha Cimilli lọt vào tu viện. Một thầy hỏi cha Pio: cha có biết cha Cimilli nói gì không? Cha Pio gật đầu, thật sự không lưu tâm. Ai ai cũng nghiêm trọng nói với tôi điều ấy cả. Thầy ấp úng: nhưng làm thế nào cha chịu được? Người ấy còn thuyết phục cả Đức Giáo Hoàng rằng các vết thương của cha chỉ là vết thương đương nhiên của một người cuồng điên. Cha Pio nhún vai: họ có quyền bày tỏ ý kiến. Không, không. Thầy lý luận: nó không đơn giản là vấn đề quan điểm. Nhưng người ấy viết báo làm xáo trộn đủ mọi thứ. Tại sao ngay cả các nhà dòng cũng bị tấn công? Tỉ như các cha dòng tên người ăn, họ cũng bị tấn công vì bên vực cha. Cha Pio nhìn xuống đôi bàn chân. Chỉ cần đứng lâu một vài phút thì chúng đã sưng và đau nhức. Cha không hiểu sự quan trọng của việc tấn công ấy. Thầy kêu lên: cha không trả lời những điều kết án ấy sao? Cha Pio nhìn lên trời và lắc đầu: không.
quý vị thính giả, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi kỳ đọc truyện lần thứ 5 của tác phẩm Cuộc đời cha Pio do tác giả Dorothy M. Gadiosi và Giuse Trần Văn Nhật lược dịch, qua các giọng đọc Hồng Vân, Nguyễn Sang, Tuyết Trang, Thu Hoàng, Dominic Tịch, Quốc Đồng. Thời kỳ khó khăn phần thứ nhất. Một năm rưỡi trôi qua kể từ khi được in năm dấu thánh và vết thương của ngài vẫn không lành. Cha Pio vẫn ở tu viện San Giovanni Rotondo. Những trận bão tuyết và gió lớn thổi vào biển Adriatic và vịnh Manfredonia không còn nữa. Cái thời tiết điều hòa của tháng 3 đã đến và những cây hạnh nhân đã ra hoa. Những bông hoa màu hồng như điểm tô cho các thân cây còi cọt mọc rải rác giữa các cây thông và cây tùng già nua trong khu vườn của thu viện. Cha Pio thích thơ thẩn trên con đường nhỏ hẹp có hàng tùng che bóng, nhưng đôi chân sưng húp và cơn đau mãnh liệt làm ngài chùng bước. Bởi thế, ngài chỉ ngồi cạnh cửa sổ tu viện và nhìn ra cánh đồng xanh mướt ở ngọn đồi kế cận. Xa xa là chỗ tạm trú thô sơ của các con cừu, mà thỉnh thoảng ngài thấy chúng ăn cỏ gần đó. Quang cảnh thật đẹp và yên tĩnh, và ngài vui thích những giây phút êm đềm như vậy. Đó là một mùa xuân nhiều khó khăn, và mùa hè lại càng khó khăn hơn đối với cha Pio. Đám đông chờ đợi ngài ngày càng đông hơn để được nhìn thấy vị linh mục trẻ tuổi mang năm vết thương giống như của Chúa Kitô. Và ngay cả vết thương của ngài cũng không lành. Ngài cố giữ cơn đau và sự khó chịu, nhưng có thầy trông thấy ngài nhăn nhó khi lê bước trên hành lang. Thầy hỏi: "Hôm nay vết thương làm cha đau lắm phải không?" Cha Pio ngước nhìn, gật đầu: "Phải. Hôm nay chân tôi sưng lớn từ cổ chân lên tới đầu gối." Thầy lắc đầu thông cảm và ngượng ngập tìm lời an ủi. Cha Pio trông thấy thế liền mỉm cười. Ngài kéo thầy đến gần, nói nhỏ: "Phải chi, tôi đi được bằng hai tay." Mắt thầy tròn xoe nhìn ngài và nói: "Con không hiểu làm sao cha có thể đùa như vậy được." Cha Pio luôn cố gắng không để người khác cảm thấy buồn khổ về tình trạng của ngài. Nhưng ngài không thể cản họ suy nghĩ, bàn bạc và theo dõi. Một hôm có vài thầy từ phòng tập hát đi ra, chợt nhận thấy ngài đang ngồi đối diện với cửa sổ trong phòng tiếp khách. Cha Pio lẩm bẩm: "Cha tha tội cho con." Cả bọn dừng chân. Một thầy nhỏ con cất tiếng hỏi: "Ngài nói gì vậy?" Một thầy khẽ nói: "Bộ anh muốn cha nghe thấy hả?" "Nhưng cha ấy đâu nói gì vậy?" "Hình như cha đang nghe xưng tội." "Ai xưng tội?" Một thầy nhún vai: "Làm sao mà biết được?" Những cặp mắt như lục soát trong bóng mờ mờ của căn phòng để nhận diện. "Không có ai ở trong phòng với cha Pio cả." "Biết mà." Một thầy gật đầu, nói tỉnh khô: "Nhưng anh nói cha ấy đang nghe xưng tội mà." "Thì vậy." Người tu sĩ trẻ tuổi lắc đầu không hiểu, bỏ đi. Một trong các thầy ôm miệng cười khúc khích, và nó trở thành câu chuyện tiếu lâm kéo dài cả tuần. Mãi cho đến 3 ngày sau, có một lá thư cho biết trong ngày ấy, cha Pio có mặt ở một thành phố khác nghe một người đau nặng xưng tội. Thời kỳ khó khăn phần thứ hai. Đức Giáo hoàng Benedict 15 hỗ trợ cha Pio. Năm 1921, ngài nói với một nhóm các luật sư: "Cha Pio quả là một người ngoại hạng. Ngài là người được Thiên Chúa gửi đến để thay đổi nhân loại.
đảm nhận trách nhiệm giúp loài người nhận biết Chúa hơn. Ngài không được biết ơn một cách xứng đáng. Nhiều người đồng ý với quan điểm này, nhưng không phải tất cả. Một trong những người ấy là một giám mục trong ban cố vấn của Đức Giáo Hoàng. Vì giám mục nói với Đức Giáo Hoàng: Đức Thánh Cha đã cung cấp tin tức thất thiệt về cha Pio. Nhưng Đức Giáo Hoàng không tin như thế và yêu cầu vị giám mục hãy đến San Giovanni Rotondo để tận mắt nhìn thấy cha Pio. Vị giám mục không thích đến đó lắm, nhưng ngài cũng đi. Khi đến trạm xe lửa ở Foggia, ngài được hai thầy Capuchin đón tiếp. Ngài sửng sốt hỏi: Ai nói với các con là ta đến đây? Họ đáp: Cha Pio. Không thể tin được. Vị giám mục thốt lên: Không ai biết ta sẽ đến đây ngoài trừ Đức Thánh Cha. Một thầy thưa: Chúng con chỉ biết là cha Pio nói với chúng con ra chặn xe lửa để đón một đức giám mục. Ngài sẽ đến San Giovanni Rotondo cho Đức Thánh Cha sai đến. Vị giám mục đứng chết điếng. Ngài quơ tay và nói: Các con vui lòng nói với cha Pio là ta sẽ không đến San Giovanni Rotondo nữa, và ngày mai ta sẽ trở về Roma. Vì nếu như cha ấy đã biết điều này, thì ngài cũng đã biết tất cả những cay đắng của ta, cũng như những thiệt hại mà miệng lưỡi ta đã gây ra cho ngài. Các thầy trở về thưa lại với cha Pio. Ngài gật đầu, không một chút ngạc nhiên. Ngài đã quen với những tranh biện nhắm đến ngài. Nhưng ngài thật sự ngạc nhiên khi sự kiện trở nên trầm trọng hơn. Một ngày kia, vị bề trên mới, cha Ignazio da Lessi, muốn gặp ngài. Cha bề trên nói: Tạm thời cha không được cử hành thánh lễ cho công chúng và cũng không được giải tội. Cha Pio lắng nghe những lời ấy, nhưng cái mái chém bổ xuống người, mắt ngài dán chặt xuống sàn nhà và sự buồn thảm lộ dần lên khuôn mặt. Cha bề trên nhỏ nhẹ: Xin lỗi cha. Ngài nhìn cha Pio một cách thương hại và vỗ về cánh tay ngài: Thực sự xin lỗi cha, nhưng tôi hy vọng bây giờ cha sẽ nhớ đến cách cư xử thế của cha. Cha Pio ngước lên: Cách xử thế? Cha Ignazio mỉm cười: Phân phục một cách mau lẹ, đừng tiếp như thế nào. Cha Pio lặp lại: Phân phục mau lẹ. Tiếng của ngài thật yếu ớt. Vâng phục mau lẹ, đừng nghĩ đến tuổi tác hay công trạng của người khác. Để thi hành được điều đó, hãy tưởng như vâng phục Chúa. Ngài trở về phòng nhỏ bé của ngài và bắt đầu viết: Chúa Giêsu, muốn tôi chịu đau khổ, ngài cần được sự đau khổ ấy cho các linh hồn. Ngài nắm chặt cây bút trong tay một lúc lâu, cho đến khi cảm thấy đau đớn. Ngài mới giật mình buông bút xuống, vội vã kéo chiếc găng tay ra để xem xét vết thương có bị gì không. Ngài bắt đầu viết một lá thư dài cho cha giải tội, cởi mở tấm lòng, và khi ngừng bút, ngài lại cầu nguyện. Ngay khi sự nghi ngờ xâm chiếm ngài và khi cảm thấy như bị Chúa bỏ rơi, trở nên con mồi của sự tuyệt vọng, ngài lại cảm thấy sự hiện diện của Chúa đến với ngài như một luồng sáng và như một sự âu yếm thật trìu mến. Nhưng ngài không thể thoát ra khỏi sự hạn chế áp đặt trên ngài. Sau khi Đức Giáo Hoàng Benedict XV qua đời, Achille Ratti, Đức Giáo Hoàng Pio XI kế vị, và không bao lâu Đức Giáo Hoàng này phải đối phó với sự chống đối cay đắng đã âm ỉ từ lâu đối với cha Pio. Bởi thế, Đức Giáo Hoàng đã mau lẹ áp đặt những hạn chế chặt chẽ hơn nữa trên ngài. Cha Pio ngày càng cô đơn và tuyệt vọng.
Thời kỳ khó khăn phần thứ 3. Javier gặp một người Hoa Kỳ tên Marie Fairy trong một ngày nắng ấm của tháng 10 năm 1923. Cô cũng trong khoảng 30 tuổi, người cao và gầy, có đôi mắt xanh. Cô có khuôn mặt dễ mến và nhanh nhẹn. Ngài nhìn thấy ở nơi cô có nhiều khả năng để hoàn thành những việc tốt đẹp trong tương lai, và ngài thấy thích thú với ý tưởng đó. Cô sinh ngày 17 tháng 4 năm 1888 ở Morristown, New Jersey, với cái tên Adelina McAlpin Piley. Cha mẹ cô là người giàu có, và ông bà ngoại của cô làm chủ khách sạn McAlpin ở New York City. Cha mẹ của Adelia là những người tin lành trung thành ở New England, và Adelia lớn lên trong môi trường đó. Phần lớn việc giáo dục của cô là qua các thầy dạy tư. Nhưng cô theo trường Chaffin và trường Master ở Dove Perry, New York. Trong thời kỳ niên thiếu, cô thường sang Âu Châu. Có một dịp cô được gặp nhà giáo dục nổi tiếng người Ý, tiến sĩ Maria Montessori. Sau này, tiến sĩ Montessori sang New York và yêu cầu cô cùng đi với bà làm việc thông dịch. Lúc đó, Adelia nói thông thạo các thứ tiếng Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Đức, nhưng cô còn do dự. Người anh của cô là James khuyến khích: "Anh nghĩ là em nên đi." Bởi thế, sau một thời gian suy nghĩ, cô đã chấp nhận vai trò đó. Cô viết thư cho mẹ của cô, cũng đang đi du lịch trong thời gian ấy. Khi thư đến tay bà Piley, bà đã vội vã trả lời và cho biết bà không thích cô Adelia đảm nhận công việc này, vì cô sẽ phải xa nhà thường xuyên. Nhưng lá thư của bà đến quá trễ. Adelia đã đi khỏi. Vào năm 1918, trong một chuyến diễn thuyết của tiến sĩ Montessori ở Barcelona, Tây Ban Nha, Adelia trở lại đạo Công giáo. Cô chọn tên thánh là Marie, và từ lúc ấy trở đi, cô được gọi là Marie Piley. Trong thời gian còn làm việc cho tiến sĩ Montessori, khi ở Capri, một người bạn gái của cô là Rina Edgren, người chính thống giáo Romania, rủ cô cùng đến San Giovanni Rotondo để gặp cha Pio. Họ đã tham dự thánh lễ và xưng tội với ngài. Sau đó cả hai đều đến gặp ngài một cách riêng tư. Cô Rina xúc động hỏi: "Chị thấy sao?" Cô Marie mặt mày hớn hở, tuyên bố một cách sung sướng: "Ngài sẽ là vị hướng dẫn tinh thần cho tôi." Nhưng trong thời gian ấy, cô phải trở về Capri và tiếp tục làm việc thông dịch cho tiến sĩ Montessori. Và cô đã theo bà từ Capri đến London và đến Amsterdam. Tuy nhiên, cô không còn để ý đến công việc. Sau cùng, cô nói với tiến sĩ Montessori: "Sau khi được gặp cha Pio, cháu cảm thấy bồn chồn, không còn bình an nữa. Bác biết không, cháu được bàn tay in dấu thánh của ngài chúc lành cho cháu." Tiến sĩ Montessori kiên nhẫn lắng nghe. Cô Marie than thở: "Có một vị thánh đang sống ở thế giới này, và cháu không được gần ngài." Tiến sĩ Montessori mỉm cười thông cảm và cầm lấy bàn tay cô Marie. "Bác thấy có lẽ chúng ta phải đến gặp cha Pio." Đôi mắt cô Marie tròn xoe vì kích động. Trong nhiều ngày sau đó, cô không nói chuyện gì khác hơn. Và mỗi một giây phút được tự do là cô lại đề cập đến cha Pio và năm dấu thánh của ngài. Trong thời gian này, chính giáo hội không thực sự thi hành điều gì để xóa tan sự nghi ngờ về năm dấu thánh của cha Pio, và giáo hội cũng không lên án ngài. Vào năm 1923,
Tất cả những gì tòa thánh có thể công bố là dấu thánh không thể, được xác định chắc chắn là có nguồn gốc từ siêu nhiên. Sự thận trọng đối với năm dấu thánh đã có từ thời xa xưa, khi khoa học chưa tiến bộ như ngày nay. Nhưng cả khoa học lẫn thần học đều xác nhận là các vết thương này gây ra sự đau đớn, dù có liên can đến luật tự nhiên hay siêu nhiên. Và hầu như các vết thương khiến người ta không còn thèm khát thức ăn và không ngủ được. Cách này hay cách khác, họ coi đó là những vết thương thực sự, với sự mất máu thường xuyên. Trong lịch sử giáo hội, chỉ có khoảng 70 người được in năm dấu thánh là được xác nhận rõ ràng. Trong trường hợp phong thánh cho người được in dấu thánh, ngoại trừ trường hợp của thánh Francisco Assisi, giáo hội thận trọng không phát biểu một cách rõ rệt rằng dấu thánh là do Thiên Chúa tạo nên. Và thường thường, giáo hội không coi đó là một dấu chứng của sự thánh thiện. Dù dấu thánh có được thành hình trong một phương cách siêu nhiên đi nữa, thì hiện tượng này vẫn không đảm bảo hay chứng tỏ sự thánh thiện. Giáo hội chưa bao giờ nghĩ đến cơ hội để tuyên bố về những hiện tượng này, ngoại trừ thánh Francisco Assisi, là người mà dấu thánh của ngài được tôn kính với một ngày lễ. Trong khi Marie Fali bồn chồn chờ đợi ngày đến tu viện, thì mọi sự xảy ra cho cha Pio ngày càng tệ hại hơn. Mùa thu đã tàn lụi để trở thành mùa đông tuyết giá, nhưng những tranh luận về dấu thánh của ngài vẫn sôi nổi. Vào lúc tuyết bắt đầu tan và đất bắt đầu lấm đớm xanh, thì những cuộc tấn công của cha Agostino Gemelli bắt đầu dữ dội hơn. Một linh mục trong tu viện, người to lớn, dễ bị kích động, quăng một lá thư lên bàn của cha Pio và nói: "Hãy coi đi." Cha Pio khó nhọc xoay người trên chiếc ghế. Ngài nhìn thấy đôi mắt lo âu của vị linh mục không vui này. Ngài gạt lá thư sang một bên. "Tôi đã biết có gì trong ấy. Tôi sẽ được thuyên chuyển sang một nơi hẻo lánh ở Tây Ban Nha." Vị linh mục nói: "Như vậy chắc là cha cũng biết những điều người ta công bố về vấn đề của cha. Tu viện này chắc sẽ phải đóng cửa hoặc bán vé cho những người hiếu kỳ. Cha có biết bao nhiêu chiếc xe bus đến đây ngày hôm nay không? Cha có biết các hàng người trước cửa nhà thờ này dài cỡ nào không? Họ đến từ khắp nơi trên thế giới, từ Âu Châu, Mỹ Châu, đủ mọi nơi." Cha Pio giấu sự đau khổ trong ánh mắt. Ngài tì nhẹ tay trên bàn và lắc đầu. "Tôi xin lỗi, là vì vấn đề của tôi trở thành vấn đề của cha. Nhưng tôi đâu có chọc thủng bàn tay và sườn của tôi đâu." Vị linh mục lau mồ hôi trán. Ngài thở mạnh và cầm lấy lá thư. "Chính tôi là người phải xin lỗi. Dĩ nhiên đó không phải là lỗi của cha. Cha đã đau khổ đủ. Xin cha tha lỗi cho tôi." Cha Phiêu gãi hàm râu cầm và nở một nụ cười. "Đâu có gì để tha lỗi." Một đệ tử xin thò đầu vào. "Xin lỗi các cha." Thầy nói như hụt hơi. "Có rắc rối ở San Giovanni Rotondo." Cha Pio gượng đứng dậy, ngài nhăn mặt. "Rắc rối? Con muốn nói gì?" "Thưa cha, họ biết cha bị thuyên chuyển sang Tây Ban Nha." "Nhưng đó chỉ là tiếng đồn. Người ta chỉ suy đoán vậy thôi." "Thưa cha, con biết là như vậy. Nhưng dân chúng không muốn đợi kết quả. Họ đã võ trang để bảo vệ cha." Vị linh mục khiếp sợ lẩm bẩm. "Đừng." Ngài nắm lấy tay cha Pio. "Bây giờ chúng ta phải làm gì?" Cha Pio cẩn thận suy nghĩ và nói. "Bất cứ gì cần thiết để ngăn chặn sự đau khổ và thất vọng này ra cho dân chúng. Tôi biết họ có ý tốt, nhưng phải ngăn cản họ." Vị linh mục nói. "Tôi đồng ý." Bên ngoài tu viện,
Ông quận cùng với cảnh sát vội vã tiến đến đám đông. Ông nài nỉ. Xin quý vị làm ơn trở về nhà. Nhưng tiếng nói của ông chìm lẻm trong những tiếng la ó phẫn nộ. Dân chúng la lên. Gửi cha sang Tây Ban Nha hả? Hãy bước quan sát chết của chúng tôi. Ngài là một vị thánh. Ngài là vinh dự của quê hương chúng tôi. Ông quận quan sát tình hình. Dân chúng đã cắt cử người võ trang đứng gác ở các cửa tu viện, dọc theo khu vườn và cả đằng sau nhà thờ. Một cảnh sát nói với ông quận. Dân chúng nói nếu gửi cha Pio sang quốc gia khác là cho rằng họ không tin ở ngài. Trong 3 ngày 3 đêm, dân chúng ngày càng đông hơn, đứng chật sân trong sân ngoài, bãi đậu xe và cả khu vườn của tu viện. Ông quận ngần ngừ và sau cùng ra lệnh cho cảnh sát giải tán. Cha Pio vẫn ở bên trong tu viện. Ngài không biết làm gì hơn là thi hành bổn phận hàng ngày. Nhưng ngay cả bên trong tu viện, sự khốn khó vẫn xảy ra. Có một lần ngài đang cử hành thánh lễ, một nông dân râu ria tua tủa hấp tấp tiến đến ngài. Ông rút trong người ra một khẩu súng và kê vào thái dương của cha Pio. Ông nói một cách giận dữ. Nếu cha bỏ sang Giovanni, cha sẽ nằm trong cái quan tài. Cha Pio nín thở và nhìn trừng trừng vào đôi mắt giận dữ của ông. Ngài tiếp tục cử hành thánh lễ một cách thận trọng và từ tốn. Ngay lúc đó, hai thầy xuất hiện sau người nông dân này. Họ tước khẩu súng của ông và giải ông ra ngoài. Người nông dân thất vọng đã biến dạng sau cánh cửa, nhưng mắt cha Pio vẫn còn thẫn thờ nhìn theo. Sâu trong tâm hồn, ngài biết mạng sống của ngài đang ở trong tay Thiên Chúa, nhưng mọi sự dường như đã ra khỏi tầm tay. Ngài cảm thấy sự bơ vơ khủng khiếp từ từ vây bủa ngài. Ngày hôm sau, cha Pio viết thư cho ông Francesco Morcardi, thị trưởng của thành phố San Giovanni Rotondo. Những sự việc xảy ra gần đây đã làm tôi thật cảm động và khiến tôi thực lưu tâm. Vì nó khiến tôi lo sợ rằng tôi sẽ trở thành nguyên do cho những hành động tăng tốc xảy ra cho thành phố thân yêu của tôi. Tôi cầu xin Thiên Chúa để Ngài cất đi những mất mát đó và hãy để cái chết xảy ra cho tôi. Nhưng tôi được cho biết là phải thuyên chuyển. Tôi yêu cầu xin để tuân phục bằng mọi giá, vì ý Chúa và ý của bề trên là điều tôi phải vâng lời không ngừng. Tôi sẽ luôn nhớ đến những người dân quảng đại trong lời cầu nguyện đơn sơ và chuyên cần của tôi, để sự cầu xin sự bình an và thịnh vượng cho họ, và như một dấu chỉ ước nguyện cuối cùng, vì không thể làm gì khác hơn, tôi ước ao rằng nếu bề trên của tôi không phản đối, xương của tôi sẽ được chôn cất ở một góc yên tĩnh của phần đất này. Tôi trân trọng nói những lời ấy trong Thiên Chúa yêu dấu của tôi, cha Pio Petresina. Tòa Thánh đã gửi vài người đến để ghi nhận thái độ và hành động của cha Pio. Vị đầu tiên xuất hiện ở tu viện là đức ông Benvenuto Cerati. Đức ông nói với Đức Giáo Hoàng Benedicto 15 về cha Pio rằng: Ngài là người của Thiên Chúa. Trong khi ở Roma, Signa di Bono, tổng trưởng nội vụ, đến gặp Đức Hồng Y Marie Deva, ngoại trưởng Vatican, và xin Đức Hồng Y ngưng thuyên chuyển cha Pio khỏi thành phố San Giovanni Rotondo. Sau cùng mọi sự được giải quyết. Khi cha Pio nghe tin như thế, ngài đã vội vã tiến đến cánh cửa sổ nhà thờ, chúc lành cho dân chúng đang tụ họp ở đó, và với nụ cười thật tươi, ngài tuyên bố với họ:
Tôi không phải đi đâu cả, tôi sẽ ở lại đây. Dân chúng hoan hô vang dậy, và một vài người bắt đầu gom góp vũ khí sửa soạn ra về. Nhưng để biết chắc rằng không còn một âm mưu nào nhằm đưa cha Theo ra khỏi thành phố, họ vẫn thường xuyên sai phái một vài người tới canh chừng. Một tuần lễ trôi qua, chứng tỏ rằng cha Theo thực sự ở lại San Giovanni Rotondo trong nhà thờ Đức Mẹ Ban Ơn. Dân chúng đã chiến thắng, và vấn đề được chìm vào quên lãng. Cha Theo cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng ngài ở trong tu viện, chỉ đi ra ngoài trong những dịp họa hiếm để thăm người hấp hối và để bầu cử. Tuy nhiên, số tín hữu vây quanh ngài ngày càng gia tăng, và các vị có thẩm quyền trong giáo hội sợ rằng sự nhiệt tình đạo đức sẽ trở thành sự cuồng tín. Do đó vào ngày 24 tháng 7, 1924, Tòa Thánh đã bày tỏ lập trường chính thức và tuyên bố rằng họ không chắc chắn về nguồn gốc siêu nhiên của năm giáo thánh của cha Theo, bởi đó yêu cầu giáo dân đừng đến thăm ngài nữa. Khi cô Marie Filey trở lại tu viện thì lúc ấy nhiều khó khăn vẫn còn bao phủ cha Theo. Cô nói với ngài: "Con muốn ở gần tu viện, gần với cha." Cha Theo lắng nghe, và mặc dù cô không nói cho cha biết về việc mẹ cô không cho phép làm việc với tiến sĩ Montessori, cha nói với cô rằng: "Hãy vâng lời người mẹ." Sự can đảm của cô Marie như được tăng cường. Cô tuyên bố với tiến sĩ Montessori cũng đang có mặt ở đó: "Con sẽ ở lại San Giovanni Rotondo." Và cô nhìn đến bà như chờ đợi sự cho phép. Bà mỉm cười trả lời: "Tôi còn nói gì được nữa." Cô Marie ôm lấy cánh tay bà và hôn bà. "Cảm ơn bác. Bác thật là tốt với cháu." Tiến sĩ Montessori không nói gì cả. Cho đến khi bà gặp riêng cô Marie, bà nhắc nhở: "Bác đã thuê cháu làm việc trong 10 năm. "Phải. Đó là những năm tuyệt vời. Nếu cháu không bị ảnh hưởng bởi cha Pio thì cũng còn vài năm nữa." Đôi mắt linh động của cô Marie bỗng xa sầm lại, và cô thấy gương mặt của tiến sĩ Montessori lộ vẻ khó chịu. "Cháu xin lỗi bác. Bác phải tin cháu. Cháu phải ở đây. Và đó là quyết định của cháu. Chắc chắn với bác là cha Pio không làm gì để xúi giục cháu bỏ bác cả." Tiến sĩ Montessori thở dài. Bà chịu thua vì biết rằng không thể thay đổi quyết định của cô Marie. Với nụ cười gượng gạo, bà nói: "Bác cầu chúc cháu được mọi sự tốt đẹp. Bất cứ khi nào cần, hãy cho bác biết." Sau khi ở lại San Giovanni Rotondo, việc đầu tiên là cô Marie mua một miếng đất ở trên đồi gần tu viện. Ở đó, cô cho xây một biệt thự màu hồng, theo kiểu dòng Francisco, giữa những cây hạnh nhân và bắt đầu cuộc sống theo sự hướng dẫn tinh thần của cha Pio. Không thỏa mãn với ý tưởng là một Kitô hữu bình thường, cô muốn đạt được những nhân đức cao hơn, và cô hỏi cha Pio có nên gia nhập dòng Francisco chăng. Ngài nói: "Tu viện không thích hợp cho con, hãy gia nhập dòng ba Francisco." Vào ngày 6 tháng 9 1925, cha Theo đã mặc áo dòng Francisco cho cô. Cô tuyên bố: "Tôi chấp nhận áo dòng Capuchin không có mũ trùm đầu, và tôi sẽ cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài." Sau khi chấp nhận những quy tắc của cuộc sống này, cô đã bán tất cả nữ trang quý giá và tặng cho hội từ thiện của cha Pio. Cô viết thư cho tiến sĩ Montessori, là người đang giữ số nữ trang ấy, và yêu cầu bà gửi cho cô. Tuy nhiên, tiến sĩ Montessori vì thấy giá trị quá lớn của số nữ trang
và sợ bị mất qua đường bưu điện, nên bà đã đưa cho vị đại diện của dòng Capuchin ở Roma. Họ nói với bà: "Chúng tôi không thể tin rằng tất cả số nữ trang này là vì lòng mến mộ cha Pio. Chúng tôi không thể nhận." Sau vài lần nài nỉ, sau cùng nhà dòng đã chấp nhận. Dân làng ở San Giovanni Rotondo bắt đầu gọi cô là cô Mary người Mỹ. Vì cô không từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ, chẳng bao lâu cô bắt đầu nổi tiếng. Khi người nghèo đến gặp cha Pio và không có chỗ trọ, cô cho họ ở. Cô rộng lượng cung cấp tài chánh cho những người trẻ để theo đuổi ơn gọi tu trì và giúp đỡ các vợ chồng trẻ gây dựng sự nghiệp hữu xạ tự nhiên hương, và cô cũng nổi tiếng như cha Pio. Một ngày kia, có linh mục nói với cha Pio: "Cô ấy thật phi thường phải không?" Ngài gật đầu bâng khuâng: "Thế giới này tốt đẹp hơn nhờ có cô ấy." Cô Mary còn là một nhạc sĩ tài ba. Ngoài sự giúp đỡ người nghèo, cô thành lập ban thánh ca cho nhà thờ Đức Mẹ Ban Ơn, và cô chơi đàn phong cầm trong các thánh lễ hàng ngày và các buổi chầu thánh thể vào buổi chiều. Cô còn hướng dẫn các tổ chức dòng ba Francisco. Cô luôn mở rộng cửa tiếp đón mọi người, thuộc đủ mọi thành phần đến từ khắp nơi trên thế giới, kể cả những tài tử sân khấu ở Âu Châu và Mỹ Châu. Cô còn giữ cả một cuốn sách lưu bút thật lớn mà các người khách đến thăm đã ghi lại. Trong những chữ ký ấy có cả tên tuổi của các tài tử điện ảnh Hoa Kỳ, tỷ như Loretta Young and Ramon Navarro. Nhưng trong thời kỳ cha Pio bị giam lỏng vì trường hợp của ngài đang được giáo hội điều tra, thì dân làng vì không được tiếp xúc với ngài đã đổ lỗi cho cô Mary là đầu mối mọi sự khó khăn. Họ nhấn mạnh rằng vì cô ấy kể những phép lạ và nói về sức mạnh siêu nhiên của cha cho các ký giả nghe, và rồi mấy ông này làm cho to chuyện. Và họ nghĩ đó là lý do mà cha Pio bị điều tra. Bởi thế, trong một thời gian, dân làng đã tẩy chay cô, không ai nói chuyện với cô ở ngoài đường. Trong nhiều ngày tháng, cô không thể đi đây đó mà không có những con mắt dòm ngó. Cô bị đau khổ dữ dội, không chỉ vì bị tẩy chay mà còn bị ngăn cản không được xưng tội với cha Pio. Ngay cả khi cô tham dự thánh lễ hàng ngày và khi lên chịu lễ, dân làng cũng xa lánh, chỉ để một mình cô quỳ ở cung thánh trước lễ. Nhiều lần, nhất là các bà đã đốt nến cầu nguyện cho kẻ chết ngay trước mặt cô. Về sau, cô viết thư cho người bạn: "Ngay khi con mèo trắng của tôi có được bầy con xinh xắn, tôi rất muốn chia sẻ tin này cho giáo hữu trong nhà thờ, nhưng ai ai cũng không muốn nghe." Cô Mary cầu nguyện liên lỉ và mãnh liệt để cha Pio không còn bị hạn chế nữa. Có ngày cô đi bộ 25 dặm, vừa đi vừa về từ đền thánh Mica ở Monte Sant'Angelo để cầu nguyện. Khi việc cấm cản được bãi bỏ, cô đã cùng ăn mừng với dân làng. Dần dà, họ bắt đầu mỉm cười thiện cảm với cô. Sau cùng, cái băng giá đã tan loãng và cô biết mình đã được chấp nhận. Khi một nhóm người ở Pietrasina liên lạc với cô và xin cô xây một tu viện ở thành phố Pietrasina nhỏ bé của họ cho các cha bề trên dòng Capuchin, cô thấy đó là một ý tưởng tốt. Nhưng cô cần biết ý kiến của cha Pio. Ngày hôm sau, cô hỏi cha Pio: "Con có được phép xây cất một tu viện ở Pietrasina không?" Ngài khoanh tay trước ngực và làm bộ nghiêm trọng: "Được, hãy mau chóng thực hiện và dâng kính tu viện ấy cho thánh gia." Và rồi cả hai phá lên cười vui sướng.
thời kỳ khó khăn. Phần thứ tư. Bác sĩ Giorgio Pesta quá mệt mỏi và ông muốn lấy một thời gian để nghỉ ngơi, đến thăm cha Pio. Vì các giới thẩm quyền của giáo hội cấm không cho khám nghiệm các vết thương thêm nữa, nên đó chỉ là một cuộc thăm viếng xã giao. Cha Pio hơi nhăn nhó khi ngài mở cửa và nhận ra khuôn mặt quen thuộc. Tôi vui mừng được gặp lại ông. Bác sĩ Giorgio Pesta cười đáp lễ và thân mật nắm tay cha Pio. Cha khỏe không? Cha Pio khoanh tay trước ngực và làm bộ nghiêm trọng. Không biết tôi có nên trả lời câu hỏi đó không? Đó chỉ là câu hỏi riêng tư thôi. Tôi biết là nhà dòng cấm không được khám xét gì thêm. Nói thật cho ông biết, gần đây tôi không được khỏe. Tôi không ngạc nhiên lắm. Không, không. Không phải những vết thương hay những lộn xộn với dân làng. Tôi bị đau bụng khá lâu. Bác sĩ Pesta ngưng cười. Tốt hơn, cha để tôi khám nghiệm xem sao. Ông chỉ vào chiếc giường và ra hiệu cho cha Pio nằm xuống. Không cần phải xem xét lâu, ông nhận ra ngài bị sa ruột ở vùng háng bên phải. Và khi phát hiện bị viêm màng bụng, ông quyết định phải chữa trị cấp thị. Ông ngồi xuống cạnh giường và nhìn vào khuôn mặt lo lắng của cha Pio. Hy vọng cha đừng quá lo âu, nhưng cha bị sa ruột và bị sưng. Trong trường hợp này, tôi khuyên cha nên giải phẫu ngay lập tức. Cha Pio ngồi dậy. Chắc ông biết là tôi vẫn bị giới hạn và chỉ được lẩn quẩn trong tu viện. Bác sĩ Pesta gật đầu. Phải, nhưng tôi không thấy có gì trở ngại cả. Tôi có thể giải phẫu cho cha ngay tại đây. Cha Pio mỉm cười và nói đùa. Tôi không nghĩ là ông tài giỏi như vậy. Sau khi cử hành thánh lễ thường lệ và nghe xưng tội, cha Pio trở về phòng và đợi bác sĩ Pesta đến. Bác sĩ Pesta giới thiệu. Tôi mang theo vài người bạn. Bác sĩ Angelo Mela, thị trưởng của San Giovanni Rotondo, và bác sĩ Leandro Juva. Và tôi thấy có một phòng mới quét vôi sạch sẽ để làm phòng giải phẫu. Chúng tôi đã sẵn sàng, còn cha thì sao? Tôi cũng sẵn sàng. Cha Pio trả lời. Nhưng chúng ta phải biết nhau đã. Tôi không muốn đánh thuốc mê. Bác sĩ Pesta lắc đầu. Điều đó không thể được. Cuộc giải phẫu sẽ lâu và bất cứ cử động nào cũng sẽ nguy hiểm. Cha Pio nài nỉ. Đừng sợ. Khi cuộc giải phẫu chấm dứt, các ông sẽ thấy tôi giống y như lúc mới bắt đầu. Cha chuẩn bị đi theo các bác sĩ và lên tiếng hỏi. Có thể nào khi tôi hôn mê thì các ông xem xét vết thương của tôi không? Tại sao không? Một bác sĩ vừa nói vừa cười. Cha Pio nắm tay ông ta và nhăn mặt khó chịu. Vì tôi bị cha để trình cấm và tôi buộc phải vâng lời, do đó tôi từ chối không chịu đánh thuốc mê. Bác sĩ Pesta gật đầu không nói gì thêm. Tất cả đi vào phòng và cha Pio cởi chiếc áo dòng màu nâu ra để khoác vào người chiếc áo choàng trắng và ngồi ở cạnh bàn. Một bác sĩ nói. Đây, nếu cha không chịu đánh thuốc mê thì phải uống rượu Venetin này. Cha Pio uống thử một ngụm nhỏ và ngài nhắm mắt nhăn mặt. Cha uống thêm chút nữa đi. Vị bác sĩ thúc giục. Cha Pio lắc đầu quầy quậy và trả lại chai rượu. Không được đâu, trong bụng tôi, cha Benedict và cha Capuchin đang đánh nhau. Cuộc giải phẫu kéo dài gần 2 giờ đồng hồ. Và khi bắt đầu, cha Pio cảm thấy đau đớn khủng khiếp, đến nỗi ngài phải lốt lên những tiếng rên rỉ. Khuôn mặt ngài càng méo mó hơn khi cơn đau càng dữ dội. Và rồi ngài bắt đầu cầu nguyện. Sau cùng, hai giọt nước mắt to tròn lăn dài trên má và tan biến vào bộ râu. Ngài lẩm bẩm. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho con. Nếu con không chịu nổi sự đau đớn mà con phải chịu.
Khi các bác sĩ khâu chính mũi ở vết mổ, cha Pio quay sang bác sĩ Slinkrow, Zuva và nói: Ông Landro, nếu ông muốn thế chỗ của tôi thì cứ tự nhiên, cái bàn giải phẫu này còn ấm lắm. Khuôn mặt của bác sĩ Zuva đỏ gần, chính ông cũng bị sa ruột và cần phải giải phẫu, nhưng ông giấu không cho ai biết. Sau khi được khiêng vào phòng, cha Pio đã bất tỉnh trong vài giờ đồng hồ. Bác sĩ Pesta đã lợi dụng cơ hội này để khám xét các vết thương. Ông tự hỏi không biết các vết thương có thay đổi gì chăng, và ông đã kinh ngạc khi thấy các vết thương vẫn y như lần ông khám nghiệm đầu tiên vào năm 1919. Không có dấu hiệu bị thối rữa hay sự thay đổi của các tế bào, và cũng không có mùi hôi. Vì vết thương ở cạnh sườn không được che đậy trong khi giải phẫu, nên bác sĩ Pesta cũng đã xem xét, và ông nhận thấy có một vùng ánh sáng rất nhỏ, nhưng nhận thấy được tỏ ra xung quanh vết thương dưới hình dạng thập giá. Về sau, bác sĩ Mertla và bác sĩ Yufa đồng ý báo cáo với nhà dòng về điều này. Trong bản phúc trình đầu tiên cho các cha bề trên, cha Pio nói rằng vết thương cạnh sườn chảy máu nhiều hơn từ thứ năm cho đến thứ bảy. Tuy nhiên, vết thương này vẫn rỉ máu hàng ngày như các vết thương khác. 4 ngày sau khi bác sĩ Mola cắt chỉ ở chỗ giải phẫu, thì cha Pio đã khỏe mạnh đủ để sinh hoạt bình thường. Bác sĩ Mola nói: Chỗ giải phẫu đã lành lặn hoàn toàn. Bác sĩ Pesta gật đầu. Và điều đó đánh đổ các giả thuyết cho rằng các vết thương kia không lành lặn là vì ngài bị bệnh máu không đông, hemophilia. Trừ khi được giáo hội cho phép, cha Pio không bao giờ bàn luận thêm về các vết thương đó. Một bác sĩ tò mò hỏi: Những vết thương ấy có đau không cha? Ngài cười lớn: Ông nghĩ là Chúa ban những dấu ấy cho tôi chỉ để trang sức chăng? Vị bác sĩ với đôi kính dày cộm nghe trộm cuộc đối thoại. Cha Pio này, một cách thầm thật hỏi cha, các vết thương ấy đau như thế nào? Cũng giống như ông lấy đinh, đóng vào tay và cầm cây đinh này mà xoáy. Vị bác sĩ nghe thế há hốc miệng. Bác sĩ Pesta hỏi: Có đúng là vết thương cạnh sườn luôn luôn mở, phải không cha? Cha Pio nhún vai và nói: Đó là chuyện nhỏ so với sự thống khổ của Đức Kitô. Ngài cố thay đổi đề tài, bác sĩ Pesta vẫn bám sát. Có phải cha đau đớn nhiều khi cử hành thánh lễ và trong thời gian tuần thánh? Cha Pio gật đầu. Phải. Và ngài quay bước bỏ đi. Các bác sĩ khác nhìn bác sĩ Pesta. Hình như ngài giận vì bị đau đớn. Bác sĩ Pesta lắc đầu. Không, ngài không muốn lúc nào cũng bị chất vấn về điều ấy. Và tôi chẳng trách gì ngài. Một bác sĩ nói. Ngài là người tốt. Vợ tôi nói ngài là một vị thánh. Bác sĩ Pesta mỉm cười. Hàng triệu người khác cũng nói như vậy. Hàng triệu người thuộc đủ mọi thành phần trong xã hội tin tưởng ở cha Pio đều thấy rằng các giáo thánh của ngài là kết quả của sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, kết quả của sự chiêm nghiệm một cách sốt sáng và yêu quý sự đau khổ và sự chết của Đức Kitô. Do đó người ta đến với ngài để chút những gánh nặng và đau khổ, và ngài đem cho họ sự hy vọng và can đảm. Với những tín hữu và những người đã nhận được ơn ích từ ngài, thì các giáo thánh không phải là vấn đề gì cả. Một khi họ coi cha Pio là vị thánh sống, thì các giáo thánh ấy phải mang một ý nghĩa bí ẩn. Tuy nhiên, không phải ai ai cũng có thể dễ dàng chấp nhận các giáo thánh ấy. Bác sĩ Riccardo Valenti của San Giovanni Rotondo là một người cộng sản và đặc biệt chống đối các linh mục, nhất là cha Pio.
Khi ông bị bệnh nặng, ông đã làm chấn động cả thành phố khi cương quyết rằng ông chỉ xưng tội với cha Pio. Đó là một buổi tối vào mùa đông 1925. Trời đang xuống tiếp thì có người đến tu viện và nói với cha Pio rằng ông Valente đang hấp hối. Cha Pio đứng ở ngưỡng cửa, kéo chiếc mũ trùm đầu để tránh gió lạnh và tuyết hắt vào mặt. Con có chắc là ông ấy muốn gặp cha không? Thưa cha có. Cha đến được không? Từ đây đến nhà ông ấy khoảng 2 dặm. Và xin lỗi cha, con không có phương tiện di chuyển, chúng ta phải đi bộ. Cha Pio vào lấy chiếc áo khoác và lê bước trong đêm tối. Cái lạnh đã làm tê cống mặt và chân của ngài, cũng như tấn công các vết thương. Mặt đất trắng xóa, chỉ có một vài cây tùm to lớn xanh đen nổi bật trên nền trời xám. Khi đến nhà ông Valente thì hơi thở của cha Pio như đứt đoạn và cái lạnh đã buốt tới xương. Ngài đã giải tội, sức dầu và ban phép lành cho ông. Khi ra về, ngài biết ông sẽ được bình phục cả tinh thần lẫn thể xác. Ngài cảm thấy vui mừng, nhưng con đường trở về nhà vừa dài vừa khó nhọc đã làm cho ngài kiệt sức. Khi lết được đến giường thì ngài đã ngã quỵ, cố kéo lấy cái trăng lên đến cổ, mắt ngắm nghiền lại và cơ thể đã run lên bần bật trong gần một giờ đồng hồ. Khi ngài tỉnh dậy, lúc ấy trời đã khuya, đèn trong phòng thì tắt, nhưng cái cánh cửa phòng không đóng nên ánh sáng từ hành lang rọi vào, tạo thành một vết sáng dọc theo chiếc giường. Bỗng dưng, ngài nhận ra như có ai đang cúi nhìn ngài. Cha Pio vội xoay đầu liếc nhìn và gượng ngồi dậy. Đừng cử động. Tiếng của một người phụ nữ cất lên thật dịu dàng. Bà đặt tay lên vai ngài và ấn ngài nằm xuống. Hãy nằm nghỉ đi, cha vừa mới đi bộ trong giá lạnh, cần phải giữ người cho ấm. Cô là ai? Ngài lên tiếng hỏi. Cô làm gì trong căn phòng tôi vào giờ này? Tôi thấy cha đi bộ trở về nhà dòng, thật mệt mỏi trong cái giá lạnh. Tôi lo lắng cho cha, và theo cha vào đây, để biết chắc rằng cha vẫn mạnh khỏe. Ngài nhận thấy người phụ nữ chỉ khoảng 20 tuổi, với mái tóc đen dài phủ cả bờ vai, đôi mắt to đen và miệng nở nụ cười. Bà mặc chiếc áo dài đỏ, vừa sát với thân mình. Bà ngồi ở cạnh giường và rồi cúi xuống tì đôi môi đỏ thắm vào một bên thân thể của ngài. Cha Pio cố nhích người sang một bên, nhưng cái cánh tay phải của bà đã tròn vào vai ngài và kéo cha sát lại. Bà dùng bàn tay trái vuốt ve vầng trán của cha và những ngón tay lùa vào mái tóc ngắn ngủi của ngài. Cha Pio gượng dậy và gạt bàn tay của bà sang một bên, nhưng dường như tay của ngài trực vào không khí. Ma quỷ sai cô đến đây phải không? Ngài thở mạnh, bắt đầu hoảng hốt. Hãy ra khỏi đây, đừng chạm đến tôi. Bà dỗ dàng. Tôi trông có giống ma quỷ không? Bà dùng bàn tay vuốt ve thân thể của bà từ hông đến ngực. Cha Pio thốt lên. Lạy Chúa, xin xua đuổi ma quỷ đang cám dỗ con. Xin tẩy rửa tâm hồn con. Những bàn tay bí ẩn đó giờ đây đang so nắng đôi vai và cổ của ngài. Ngài kêu lớn hết sức. Lạy Chúa xin cứu con. Cái gì vậy? Có tiếng nói phát ra từ hành lang và người phụ tá của ngài vội vàng chạy đến. Ngay lúc ấy, bóng người phụ nữ trẻ đẹp cũng tan biến. Những giọt nước mắt tuôn trào và tiếng nức nở thoát ra từ cổ họng của cha Pio. Cái gì vậy? Người phụ tá lặp lại câu hỏi. Cha Pio lắc đầu và rên rỉ. Tôi không biết. Nếu tôi không kêu cầu đến Chúa Giê-xu thì tôi không biết sẽ xảy ra những gì nữa.
Ngài khóc thật lâu cho đến khi toàn thân rã rời. Thời kỳ khó khăn phần thứ 5. Sự đau khổ ảnh hưởng sâu đậm đến cha Pio. Từ lâu, Ngài đã từng nói là tại San Giovanni Rotondo cần có một nhà thương. Và như kết quả của lời kêu gọi những người mến mộ Ngài, vào mùa đông 1925, các phòng ốc của một nhà dòng cũ được biến cải thành một nhà thương nhỏ mang tên Thánh Francisco. Hai dãy nhà gồm 20 giường và sự chữa trị hoàn toàn miễn phí. Bác sĩ Angelo Mola là giám đốc trung tâm và một bác sĩ nổi tiếng là bác sĩ Becky ở Poggia là bác sĩ trưởng. Cha Pio vui mừng khôn tả. Ngài luôn đề cập đến điều ấy. Ngài nói với một thầy: "Tôi biết bây giờ nhà thương còn nhỏ, nhưng đó là bước khởi đầu." Những ngày tháng êm đẹp dần trôi qua, nhưng chỉ được một thời gian. Đúng như một thầy dòng đã tiên đoán, vào một chiều tối, thầy gặp cha Pio ở hành lang. Thầy nói: "Con đã nói với cha là không được bao lâu mà." Cha Pio quay người lại khi nghe tiếng nói hơi the thé. Ngài cười với thầy, một người có gương mặt con nít với chòm râu lưa thưa dưới cằm. Cha Pio hỏi: "Râu của con như thế nào?" "Thưa cha, cái gì?" "Ồ, tệ quá, thưa cha. Có người nói với con rằng có lẽ con có trở ngại với mấy cái tuyến bài tiết." Cha Pio vỗ vai an ủi thầy: "Mấy người ấy chọc ghẹo con đó thôi. Con để râu chưa được lâu phải không?" Thầy xoa cằm: "Đã được một năm rồi cha ạ." Cha Pio gật đầu: "Vậy sao?" Và ngài tránh không đề cập gì thêm. Thầy đột ngột hỏi: "Cha có nghe gì về những cuốn sách đó không?" "Sách gì?" "Dạ, họ cấm những cuốn sách của cha. Con muốn nói những cuốn sách viết về cha." Cha Pio hơi ngạc nhiên: "Tại sao?" "Các tác giả không được phép của giáo quyền nên giáo hội cấm." "Thì ra thế." "Cha không thấy khó chịu sao?" "Cha đâu bao giờ thắc mắc gì về giáo hội." Thầy hơi do dự. "Con nghĩ cha rất bực mình." Cha Pio mỉm cười: "Thì con thấy đó, cha đâu có gì." Ngài xin lỗi thầy và đi về phòng. Lại một thời gian nữa trôi qua mà không có những tai họa. Cha Pio đã hiểu được cơ thể của mình. Bây giờ, ngài biết có thể đi đứng được bao lâu mà các vết thương không hành hạ. Từ lâu, ngài đã rút ra khỏi những cuộc tranh luận và chỉ nghĩ đến cách đối phó với số người đến thăm ngài và xưng tội với ngài. Đó là một ngày ấm áp trong tháng 9. Khi bác sĩ Pesta trở lại gặp cha Pio một năm sau. Lần này ông đến để cắt một cái bướu nhỏ, chỉ lớn hơn trứng chim, nằm trong vùng ngực. Ông hỏi cha Pio: "Lần này sẽ dùng cái gì, thuốc mê hay rượu Benedictine?" Cha Pio mỉm cười: "Dĩ nhiên là rượu Benedictine." Bác sĩ Pesta lắc đầu. Ông thực sự không muốn chấp thuận, nhưng với sự trợ giúp của bác sĩ Mola, một lần nữa ông đã giải phẫu mà không dùng đến thuốc mê. 7 ngày sau ông đến cắt chỉ, và trong khoảng thời gian ấy, cha Pio không quên sót bổn phận một ngày nào. Khi chỉ có hai người với nhau, bác sĩ Pesta nói với bác sĩ Mola: "Không có gì thay đổi cả." Bác sĩ Mola hỏi lại: "Ở các vết thương thì tôi đã biết là ngay cả các cuộc tranh luận về các vết thương cũng không thay đổi gì." Bác sĩ Pesta tháo cặp kính ra lau: "Không, tôi nghĩ là anh đúng. Bác sĩ Bignami nhất quyết cho rằng các vết thương chỉ là mớ tế bào chết,
được che đậy với thuốc khử trùng iốt. Còn bác sĩ Romani lại thấy một vết thương sâu ở ngực của ngài, và tôi thì nhìn thấy hai vết thương ngoài da. Chắc là anh hiểu rồi, chẳng có sự phân tích nào là đúng. Bác sĩ Mela gãi đầu. Đối với chúng mình thì đúng như vậy. Đối với người tín hữu mến mộ ngài thì những vết thương là cuộc đối thoại bí ẩn giữa con người và Thiên Chúa, và sự biểu lộ của các vết thương ấy tùy theo đức tin của người quan sát. Bác sĩ Testa nói, đức tin thì không có ranh giới và không cần giải thích. Điều đó nhắc tôi nhớ lại câu chuyện của một người có vai vế trong xã hội, bà Lusa Viro. Anh có biết chuyện đó không? Bác sĩ Merla lắc đầu. Vừa đeo lại cặp kính, bác sĩ Testa kể. Khi bà đến xưng tội với cha Pio và ngài cho bà thấy tất cả những tội lỗi của bà như thể ngài đọc trên tờ giấy, ngoài trừ một tội, và ngài không ban phép xá giải cho bà, nên bà do dự, không biết có nên tiết lộ cái tội ấy không. Sau cùng, bà xưng ra, và ngài nói đó là điều ngài đang chờ đợi, và ngài đã ban phép xá giải cho bà. Bác sĩ Merla mỉm cười gật đầu. Quả thật, có những câu chuyện rất thú vị. Bác sĩ Testa đồng ý. Còn một câu chuyện này, ông Friedrich Abrecht là một nhiếp ảnh gia ở San Giovanni Rotondo, là người trở lại đạo Công giáo. Nhưng ông không tin chính Chúa Giêsu thiết lập bí tích hòa giải. Ông chỉ chấp nhận điều đó là có ích về phương diện tâm lý. Dường như cha Pio nói cho ông ấy biết là ông có tội, rước lễ phạm sự thánh. Và ông phải cố nhớ đến lần xưng tội sau cùng mà ông thành thật nhất. Ông chịu thua, không nhớ nổi. Sau cùng, cha Pio nói cho ông ấy biết đó là lần xưng tội sau khi ông làm đám cưới. Sau đó, ông đã thật lòng thống hối và được tha tội. Về sau, vợ ông được cho biết là phải cắt bỏ một cái bướu nếu muốn có con. Tuy nhiên, cha Pio lại khuyên là đừng nên giải phẫu, và ngài tuyên đoán họ sẽ có đứa con trai. 2 năm sau, khi bà đang mang thai, một buổi sáng kia bà thức giấc và thấy cha Pio đứng ở cuối giường, tay ẵm một đứa bé. Hình như ngài hỏi bà, sao? Bây giờ con có tin không? Rồi ngài biến đi, và lạ lùng chưa, họ có đứa con trai. Dĩ nhiên, họ đặt tên con là Pio. Bác sĩ Merla giơ hai tay lên trời và cười lớn. Thôi thôi, anh làm ơn đừng kể nữa. Nếu không, các thân chủ sẽ bỏ tôi mà chạy hết đến ngài. Cha Pio luôn xua tay từ chối khi nghe những điều ấy. Nó chẳng có gì. Ngài tiếp tục hướng dẫn mọi người, kể cả gia đình ngài. Ông bà Oragio vẫn thường đến thăm ngài, và cả Michael, Pellicina và Sophia cũng đến ít nhất mỗi tháng một lần. Bà Giuseppa đã già đi thấy rõ. Bây giờ bà đã 70 và da dẻ nhăn nheo. Đôi lông mày như sụp trên đôi mắt, và dường như lúc nào cũng nhăn nhíu. Ngay cả giọng nói của bà cũng mệt mỏi và già nua. Một ngày kia, cô Marie Pili cùng đi với bà Giuseppa đến gặp cha Pio ở nhà thờ. Bỗng dưng, bà quỳ xuống chân ngài, đôi tay thõng xuống với hai bàn tay xòe ra như phân vua. Ngước nhìn lên cha Pio, bà nói, làm thế nào để biết trong ánh mắt của Thiên Chúa chúng ta không phải là những người tội lỗi? Chúng ta cố xưng ra các tội đã phạm, chúng ta xưng ra tất cả những tội chúng ta nhớ. Nhưng làm sao
biết chắc rằng Chúa không nhìn thấy những tội mà chúng ta quên sót, hay ngay cả không biết đó là tội. Những lần trước, cha Pio thường không cho mẹ hôn tay. Ngài nghĩ con phải hôn tay mẹ mới đúng, chứ không thể ngược lại. Nhưng lần này, Ngài để mặc bà quỳ dưới chân. Ngài nhìn vào đôi mắt sâu đen của mẹ một hồi lâu và nói: Nếu chúng ta thành tâm và cố xưng ra tất cả các tội đã phạm, xưng ra những tội còn nhớ, và tình thương vĩ đại của Thiên Chúa sẽ tẩy xóa tất cả những lỗi lầm, ngay cả những tội chúng ta quên. Cô Marie Pailly đỡ bà Josepha đứng lên. Lần kế tiếp mà gia đình đến thăm thì mùa đông đã bao phủ tu viện. Mặc dù trời giông tuyết vào đêm Giáng sinh 1928, bà Josepha nhất định phải đến thăm cha Pio và tham dự thánh lễ với ngài. Ngày hôm sau bà lên cơn sốt. Cả gia đình đã tụ tập quanh bà ở biệt thự của cô Marie Pailly. Bà ấy sắp chết, ông Orazio nói trong nước mắt, và mọi người đều bàng hoàng, đau buồn. 4 ngày sau, cha Pio đã cử hành các nghi thức sau cùng, và bà chết. Đó là một ngày giá lạnh khi tang quyến, kể cả các thị trưởng của vùng San Giovanni Rotondo và Vitrisina theo sau quan tài đến nghĩa trang nhỏ bé trong tu viện. Ông Orazio và gia đình đã đưa tiễn bà đến nơi an nghỉ cuối cùng. Nhiều ngày sau, người ta vẫn còn nghe cha Pio thì thầm: Mẹ ơi, mẹ. Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi kỳ đọc truyện lần thứ 6 của tác phẩm Cuộc đời cha Pio do tác giả Dorothy M. Gordiosi và Giuse Trần Văn Nhật lược dịch, qua các dòng đọc Nguyễn Sang, Hồng Vân, Tuyết Trang, Thu Hoa, Dominic Tịnh và Quốc Đồng. Phán quyết phần thứ nhất. Mùa đông đã gần tàn khi cô Maria Ricciari đến tu viện San Giovanni Rotondo để xin tội với cha Pio và tham dự thánh lễ của ngài. Cô là một thiếu nữ mảnh khảnh, có khuôn mặt nhỏ và dài, người vùng Castelnuovo thuộc tỉnh Piedmont phía bắc nước Ý. Khi cát trồi mới hé nụ trên các cành hạnh nhân thì cô bị đau và bác sĩ cho biết cô bị viêm phổi. 2 tuần sau, bác sĩ lại thấy biến chứng bị viêm màng phổi và có nước trong phổi. Một người chị em họ của cô đến ở với cô 2 tháng. Sau thánh lễ, người bà con nói với cha Pio: Con lo cho Maria quá, xin cha cầu nguyện dùng. Cha Pio mỉm cười, gật đầu. Ngài nói: Bệnh sẽ kéo dài, nhưng Maria sẽ qua khỏi. Cô mừng rỡ: Thật vậy sao cha? Ngài nói: Con có thể tin chắc như vậy. Khi cô Maria hơi khỏe một chút, cô đã trở về nhà ở Castelnuovo. Nhưng bác sĩ ở đây nói rằng cô bị lao cả 2 buồng phổi, và họ gửi cô đến viện điều dưỡng Alexandria. Các bác sĩ ở viện điều dưỡng quả quyết không thể làm gì hơn cho cô. Cả nhà tụ họp lại để bàn tán về điều ấy. Người bà con nhắc nhở rằng: Cha Pio nói Maria sẽ bình phục. Cha của cô Maria lắc đầu tuyệt vọng: Bác không biết thế nào, nhưng cháu vừa mới nghe bác sĩ nói đấy. Nhưng cha Pio biết ý của Thiên Chúa. Các bác sĩ đâu có biết. Bác không thấy sao? Bác không biết. Có lẽ bác phải đích thân đến gặp cha mới được. Và ông đã đến tu viện,
ông đợi cha Pio ở ngoài cửa nhà nguyện. Vừa khi thấy bóng dáng cha Pio, ông vội chạy tới vồn vã hỏi. Cha Pio nói với ông một cách quả quyết. Con của ông không chết đâu. Ông hỏi lại. Cha có chắc không? Các bác sĩ nói. Cha Pio ngắt lời. Khoa học thì nói không chữa được, nhưng tôi nói với ông là nó sẽ khỏi. Sự lo lắng tan dần trên khuôn mặt của ông và nụ cười hé mở trên môi. Cha Pio mỉm cười dịu dàng. Hãy nói với Maria yên tâm và nó sẽ thấy. Tại bệnh viện, lúc này cô Maria rất đau đớn và xây sở ngồi luôn vì đau. Nhưng vào một buổi sáng nọ, người y tá nhận thấy cô tươi hơn và thư thái hơn. Bà y tá nói, tôi chắc là đêm qua cô ngủ ngon. Là vì ngài đến giúp cháu đêm qua. Cô Maria giải thích. Bà y tá đang sắp xếp chăn mền vội dừng tay. Bà nhìn vào khuôn mặt còn xanh xao của cô và hỏi, ai giúp cô? Cháu muốn nói là cha Pio. Người ấy là ai vậy? Bà con của cô hả? Cô Maria mỉm cười sung sướng và gật đầu. Cháu nghĩ ngài là một vị thánh. Bà y tá lắc đầu và nhăn mặt. Thánh hay không thì không ai được phép vào đây sau giờ thăm viếng cả. Cô biết mà. Cô Maria cười khúc khích. Cháu sẽ kể cho ngài nghe. Làm ơn nói cho tôi biết làm sao mà ông ấy vào đây được. Ngài không vào đây theo kiểu đó. Ngài xuất hiện không biết từ đâu. Bà y tá chống nạnh. Thôi, nghe Maria đủ rồi. Đó là sự thật mà. Cô Maria cảo quyết và nhẫm người dậy. Bà y tá ra lệnh. Nằm xuống đi. Đó là sự thật mà. Cô Maria cảo quyết một lần nữa. Bà y tá lắc đầu. Tôi nghĩ cô đang lên cơn sốt. Bà với tay lấy chiếc khay đồ ăn và ra đi. Miệng bà lẩm bẩm. Vị thánh thật sao? Cô Maria nói với theo. Đó là sự thật. Người cha của cô Maria trở lại gặp cha Pio. Ông nói trong hai hàng nước mắt. Người ta đến từng ngày của Maria. Họ nói nó là đứa bệnh nặng nhất trong nhà thương. Cha Pio đặt tay trên đôi vai run rẩy của ông. Nó không chết đâu. Nó sẽ bình phục. Ngài nói thật nhỏ nhẹ và quay bước bỏ đi. Vào lúc người cha của cô trở lại, thì tình trạng của cô Maria bắt đầu thay đổi. Chẳng bao lâu, cô cân nặng thêm 13 cân anh. Và sau một thời gian ngắn, cô đã hoàn toàn bình phục và không còn vết tích gì của căn bệnh. Vị bác sĩ kinh ngạc. Ông nói, tôi không hiểu nổi, không giải thích nổi. Cô Maria nói, nhưng cháu biết. Gia đình của Maria muốn câu chuyện được đăng báo để công khai vinh danh cha Pio, nhưng ngài tỏ vẻ khó chịu khi được hỏi ý. Ngài nói, Đừng làm gì cả, hãy sống đạo tốt lành là đủ. Một phụ nữ trẻ đẹp khác từ miền Bắc nước Ý đến gặp cha Pio. Cô người thon nhỏ và cao, với đôi mắt long lanh và mái tóc nâu vàng óng ả dưới ánh mặt trời. Những người có mặt ở tu viện thấy cô đến xưng tội với cha Pio đều tự hỏi cô là ai. Nhiều ngày cô đi đi lại lại như thật bàng hoàng, với đôi mắt thiết tha và nụ cười thật tươi, hy vọng được lọt vào ánh mắt của vị linh mục đẹp trai. Cô nói với những người đang chờ xưng tội, ngài nói tôi những điều xinh đẹp của thiên đàng và thật truyền cảm. Và rồi một ngày kia cô mất dạng. Cô Mary Polly nói chuyện với cha Pio. Cô ấy thật dễ thương, không biết cô ấy đi đâu. Khi nghe nhắc đến cô ấy, cha Pio có vẻ lo âu. Ngài vắn tắt. Cô ấy trở về nhà. Con tự hỏi không biết cô ấy có phải là một linh hồn được chọn không, hay là được Chúa dùng để làm những việc kỳ diệu của Ngài.
Cha Pio nghiêm khắc nhìn cô Marie, rồi tuyên bố một cách chắc nịch. Không, chú không chọn cô ấy. Hai tháng trôi qua, và không ai còn nhớ đến cô ấy nữa. Cho đến khi một trong các linh mục ở tu viện được tin trên báo, ngài vội vã đến phòng cha Pio, và lúc đấy cha đang ngồi viết. Vị linh mục nói, các cô gái bí ẩn này muốn nổi tiếng đây. Ngài đặt tờ báo lên bàn cha Pio và chỉ ngón tay vào cuối trang. Cha Pio đẩy lá thư sang một bên. Cái gì vậy? Theo câu chuyện đăng trong báo, thì cha đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến người phụ nữ duyên dáng mà cô ta thường tiếp xúc với cha. Cô ấy là người... Cha Pio ngắt ngang. Tôi biết cô đó là ai rồi. Cô ấy có vẻ hiểu lầm điều gì đó. Theo như cô ấy nói với ký giả, thì cô ấy nghĩ là cha dụ dỗ cô ta. Cha Pio liếc mắt nhìn bản tin, sắc mặt không thay đổi. Vị linh mục lo lắng nói, dĩ nhiên, mọi người ở đây đều biết đó là trò hề. Như những người lạ thì sao? Họ sẽ nghĩ gì? Cha Pio nhún vai. Cha nghĩ tôi sẽ phải làm gì? Vị linh mục do dự. Tôi không biết. Tôi chưa nghĩ gì về điều đấy. Có lẽ chẳng nên làm gì cả. Cha Pio gật đầu và bỏ tờ báo vào sọt rác bên cạnh bàn. Tốt, vì chẳng có gì đúng như điều tôi muốn thực hiện. Như vậy cha nên từ chối là không có điều đó. Cha Pio nhìn vị linh mục. Cha vừa mới nói với tôi là ai ai cũng biết đó là trò hề. Thì đúng, dĩ nhiên. Nhưng... Ánh mắt cha Pio nhìn đăm đăm vào vị linh mục. Có điều gì khác cha muốn nói không? Tôi chỉ thấy cha không có vẻ gì ngạc nhiên cả. Lời nhận xét có vẻ trọc tức cha Pio, nhưng ngài không trả lời. Vị linh mục nhìn quay quất trong phòng và có vẻ bối rối. Tôi đoán đây không phải là bài báo đầu tiên muốn bôi nhọ cha. Ngài cười ngạt ngạo và bước ra ngoài. Đôi chân mày của cha Pio nhúm lại. Không may, cũng còn có những bài báo khác lên án ngài. Chỉ mới một giờ trước đây, ngài vừa nói chuyện với ông Alberto Del Fensi, một ký giả đã viết bài bôi nhọ ngài trong tờ Ford Sensi. Vào lúc đó, Del Fensi là người vô thần và thuộc nhóm Tam Điểm, và ông kinh mệt tất cả các linh mục, tu sĩ và các thánh. Và rồi vào tháng 11 1930, ông đến San Giovanni Rotondo với người anh vợ chính yếu chỉ tò mò. Trước cuộc thăm viếng, đứa cháu của ông đang đau nặng. Các bác sĩ thấy thận của nó bị làm độc nên nóng sốt. Người anh vợ của Del Franti đã xin cha Pio cầu nguyện cho đứa nhỏ. Cha Pio nói với ông, hãy tin tưởng. Và ngài tiên đoán ngày giờ nó sẽ lành bệnh. Điều ngài tiên đoán đã xảy ra đúng như vậy. Và Del Franti thật cảm kích. Ông không những trở lại đạo Công giáo mà còn là người hỗ trợ cha Pio hết mình. Và ông đã bắt đầu viết sách về cha Pio. Ông nói với cha Pio, trước khi con viết, con sẽ làm dấu thánh giá và cầu nguyện. Một tối kia, ông quên điều đó và đặt bút viết. Bỗng dưng căn phòng tràn ngập mùi thơm ngọt ngào và dịu dàng. Ông gọi vợ con ông, đến đây mau. Trước khi ông lên tiếng dẫn giải, tất cả đều trầm trồ vì mùi thơm kỳ lạ trong phòng. Họ hỏi, cái gì vậy? Ông Del Franti mỉm cười, bố không chắc, nhưng bố nghĩ là cha Pio đang nhắc nhở bố về sự cầu nguyện mà bố đã quên trước khi đặt bút viết. Phán quyết phần thứ hai. Sau khi bà Giuseppa qua đời, ông Orazio đã đến San Giovanni Rotondo
và sống bên cạnh cha Pio cho đến mãn đời. Cô Mary Filey dành cho ông một chỗ trong khu biệt thự của cô. Hầu như suốt ngày ông chỉ ngồi ở gốc cây đu ngay đằng trước tu viện. Ở đó ông trò chuyện với du khách về cha Pio. Vào một buổi sáng mùa xuân, sau khi cử hành thánh lễ xong, cha Pio ra ngoài nhà thờ chào hỏi giáo dân. Ngài dừng chân ở cây đu và nhìn xuống. Tóc ông Orazio đã trắng xóa, và thời gian đã để lại quá nhiều vết nhăn trên khuôn mặt ông. Cha Pio hỏi, nếu không có cây đu này thì bố làm gì? Ông Orazio nhăn nhó. Bỗng dưng ông cảm thấy rộn ràng vì hãnh diện ở đứa con. Mắt ông nhìn đến chiếc găng tay nâu của cha Pio, và ông tiến đến cầm tay ngài định hôn. Cha Pio vội vàng nhấc tay lên. Con đã nói điều này với mẹ rồi, là con cái hôn tay cha mẹ chứ không ai làm ngược lại. Ông Orazio đứng thẳng người lên và cầm tay cha Pio. Bố không muốn hôn tay của con, nhưng hôn tay của một linh mục. Cha Pio rùng mình vì xúc động, và mắt ngài nhòa đi. Ngài lẩm bẩm, bố ơi. Và giang tay ra ôm lấy cha mình. Ngài hôn lên má ông Orazio, nắm lấy bàn tay ông một hồi và từ giã ông. Hôm nay ngài phải gặp tu viện trưởng Benoit, là tổng thư ký của viện công giáo thành phố Lille, nước Pháp. Cha Benoit đến với một phái đoàn hành hương. Cha Pio chào. Hân hạnh được gặp quý vị. Có khoảng 6 người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh một người thấp, nước da hồng hào, và tự giới thiệu là tu viện trưởng Benoit. Tất cả thoải mái chuyện trò, và sau vài giờ tranh luận về vấn đề thần học, họ cảm thấy phải chia tay. Cha Benoit nói với cha Pio, xin cha ghi cho con vài hàng lưu niệm. Cha Pio mỉm cười, ngài hơi do dự một chút và nhìn về cha Benoit. Cha có thể cho con mượn cái kính không? Cha Benoit đưa kính cho ngài và tò mò nhìn cha Pio cắm cúi viết trên trang giấy trắng. Cha Pio ngừng bút và đưa tờ giấy cho cha Benoit. Ngài chào tạm biệt từng người và đi ra khỏi phòng. Cha Benoit đứng sững sờ, miệng há hốc khi ngài đọc những hàng chữ của cha Pio. Có người hỏi, cái gì vậy? Tôi không thể tin nổi. Mà là cái gì? Cha Benoit lắc đầu. Ngài cho tôi biết cách giải quyết vấn đề mà tôi đã phải cố giải quyết trong nhiều năm. Một ông nói, cha Pio là một người thông minh. Cha Benoit lắc đầu. Ông không hiểu. Tôi chưa bao giờ kể cho ngài nghe về vấn đề này. Làm sao ngài biết được? Cả phòng bỗng im lặng. Một ông cao lớn gãi đầu nói, cha nghĩ thế nào về một người có thể đọc được tư tưởng của mình, không dựa vào đâu hết? Cha Benoit hướng dẫn phái đoàn ra về, và ngài liếc thấy phía bên phải tu viện, cha Pio đang bắt tay chào hỏi một du khách. Cha thầm nghĩ, thật kỳ lạ, ngài trông như một vị linh mục bình thường. Một trong những người cùng đi bất chợt thốt lên ý nghĩ ấy, ngài trông như một linh mục bình thường. Có người nói, linh mục bình thường thì đâu có lỗ đinh ở chân tay. Cha Pio nhìn thấy họ ra cửa và giơ tay vẫy chào tạm biệt. Và ngài quay sang một người đang đứng bên cạnh. Đó là ông Nino Savanetti, một ký giả từ Brussels, vừa bị mù mắt. Ông nói với cha Pio, con không hiểu tại sao như thế này. Phải có lý do nào đó. Tại sao là một người lành mạnh bỗng dưng bị mù? Cha Pio lắc đầu. Chúa ban cho thì cũng có thể Chúa cắt đi. Hãy bình an ra về, cha sẽ cầu nguyện cho con. Ông Savanetti cảm ơn ngài
và tai ông loáng thoáng nghe tiếng đối thoại của cha Pio với những người đang đợi ở chung quanh. Đừng bao giờ để linh hồn con bị khuấy động bởi hoàn cảnh sầu khổ vì sự bất công của loài người. Cha Pio nói với một nông dân quần áo rách rưới. Trong kế hoạch của Thiên Chúa, con sẽ nhìn thấy sự chiến thắng hiển nhiên của sự công bằng Thiên Chúa. Một bà trùm khăn trắng trong chiếc áo dài nâu nhìn đăm đăm vào tay cha Pio. Mắt ngài dừng lại trên khuôn mặt sợ hãi của bà. Ngài nói thật khẽ. Sự đau khổ thể xác và tinh thần là những thử thách của ý Chúa. Những linh hồn yêu mến Đức Kitô phải sống theo gương của Ngài, Đấng Cứu Thế, phải chịu những đau khổ không thể tưởng tượng được khi Ngài bị bỏ rơi. Những ai muốn trở nên một phần công cụ của Thiên Chúa thì cũng phải chịu đau khổ đến mức độ nào. Chúng ta phải cảm tạ Thiên Chúa vì những đau khổ đã làm phong phú chúng ta. Người phụ nữ trùm khăn trắng có vẻ bớt căng thẳng. Cha Pio mỉm cười thông cảm. Một người đàn ông gầy khẳng khiu phải đứng tựa vào tay cô con gái lên tiếng. Thưa cha, có thể nào các thánh không nhận ra rằng họ ở hai nơi cùng một lúc? Ông quay sang cô con gái. Gọi là gì nhỉ? Cô con gái thì thầm nói vào tai ông. Ông muốn nói về lưỡng tải. Cha Pio trả lời. Thật ra thì họ biết chứ. Họ không biết chắc là thân xác hay linh hồn xuất đi, nhưng chắc chắn họ biết điều gì đang xảy ra và họ đi đâu. Làm sao cha biết được điều đó? Cô gái bỗng lên tiếng hỏi. Cha Pio gãi râu, mỉm cười. Cha được người ta nói cho biết như thế. Cô vẫn kiên trì. Có thể nào chính cha có cảm nghiệm lưỡng tại không? Ngài cười và phớt lờ câu hỏi của cô. Nhiều điều có thể xảy ra trong thế giới của Thiên Chúa. Trước khi cô nói tiếp, Ngài đã lê bước vào đám đông. Những người ở gần đấy tiến sát lại hai cha con ông và thắc mắc. Cô gái nói. Đây là một câu chuyện cháu biết mà các chức sắc của giáo hội đã công nhận. Đức ông Fimando Damini là tổng đại diện ở Sato, Uruguay và là người anh của ca sĩ nổi tiếng Victor Damini của nhà hát Colon Opera ở Buenos Aires. Đức ông được khỏi bệnh ung thư bao tử nhờ cha Pio và họ trở nên bạn thân trong mấy năm qua. Hình như Đức ông xin cha Pio đến giúp đỡ ngài trong giờ lâm tử và cha Pio hứa sẽ thực hiện điều đó. Rồi khoảng một năm sau, Đức ông Damini cùng với các chức bậc trong giáo hội Nam Mỹ đến dự lễ kỷ niệm ngân khánh của Đức Giám mục Orfi Viola của giáo phận Sato, Uruguay và cũng để đặt viên đá đầu tiên xây cất tiểu chủng viện của giáo phận này. Vào đêm hôm trước ngày lễ, khoảng nửa đêm, Đức Tổng Giám mục Antonio Maria Barbieri của giáo phận Montevideo, Uruguay bị thức giấc vì có tiếng gõ cửa. Cánh cửa hé mở chừng hai gang tay và ngài trông thấy một vị linh mục Campuchia đi ngang qua và nghe tiếng nói hãy đến phòng Đức ông Damini đang hấp hối. Vị tổng giám mục vội vã lấy dầu và đánh thức các người khác. 10 vị giám mục đến bên giường Đức ông Damini và cùng đưa tay ban phép lành cho người hấp hối. Và ở đó cũng đã có mặt cha Pio. Ngài đã giữ lời hứa. Người ta nói trước khi chút hơi thở cuối cùng, Đức ông Damini viết nghịch ngoạc hàng chữ cha Pio đã đến. Nhưng chính khi ngài có mặt ở Nam Mỹ thì các thầy tu viện đây quả quyết rằng ngài không bao giờ rời xa tu viện cả. Tiếng sầm sì lan dần trong đám đông.
Còn câu chuyện khác nữa, một bà lên tiếng, là ngài Piotr Kalisi ở Kosica nghe tin đồn về cha Pio, nên ông đã đến gặp cha. Vì người con của ông, cậu Sakomo, sau khi tham gia đạo quân Lê Dương về chính phủ cho biết cậu bị mất tích trong sa mạc. Ông xin cha Pio đưa con ông về. Cha hứa với ông rằng chiên lạc sẽ tìm về đàn nếu ông thành khẩn và tin tưởng cầu xin Chúa. Trong khi đó, cậu Giacomo thực sự bị lạc trong sa mạc, đang luẩn quẩn tìm lối ra. Sau này, cậu kể lại cho một người đàn ông xuất hiện và nói cậu đi theo ông ta. Cả hai đến được bờ bến và họ tìm thấy một cái bè nhỏ. Và cậu Giacomo dùng chiếc bè này để về đến Marseille Iliu. Từ đó, cậu về Corsica. Khi cậu về đến nhà và kể lại câu chuyện đó, người cha đã vội vàng đưa cho cậu xem hình của cha Pio, và cậu cho biết đó chính là người đã giúp cậu ra khỏi sa mạc. Mọi người lắc đầu kinh ngạc. Người đàn ông gầy thẳng khiu lên tiếng, loại người thì không thể làm được những việc như thế, chỉ có các thánh. Có người hỏi, nếu ngài là thánh, tại sao ngài không nhận? Đúng. Một bà đẩy đà đang khó nhọc với bốn đứa con nhỏ lên tiếng, không có gì phải xấu hổ. Phán quyết phần thứ ba. Cha Rafael da Estella a Penensi, bề trên tu viện Đức Mẹ Ban Ơn, nhận được một thông cáo chính xác của Tòa Thánh vào ngày 11 tháng 7, 1931. Ngài gọi cha Pio vào phòng. Chân của cha Pio sưng lớn từ cổ chân trở xuống, và ngài lê bước trên hành lang một cách khó nhọc và đau đớn. Ngài cảm thấy già và mệt mỏi. Mới tháng qua, ngài vừa sinh nhật thứ 44 với gia đình, và mặc dù ai ai cũng nói ngài có vẻ trẻ hơn đến 10 tuổi, nhưng ngài biết cái thời thanh xuân ấy đã quá xa, xa đến nỗi như đề cập đến một người lạ. Ngài trông cũng có vẻ khác biệt. Sự đau đớn ở các vết thương khiến cho ngài bước đi chậm chạp và lòng khòm. Trong những năm qua, ngài cân nặng thêm một chút, mái tóc có thưa đi nhưng bộ râu dài rậm rạp hơn trước và loáng thoáng mấy sợi râu bạc. Đôi mắt nâu đen của ngài vẫn còn tinh anh và khuôn mặt đẹp trai của ngài tuyệt nhiên không có một nếp nhăn, ngoại trừ vào nếp ở cuối mắt. Khi lết đến văn phòng tra về trên thì chân ngài đã sưng lớn, và cha Rafael cũng thấy có vẻ khó chịu lộ trên khuôn mặt ngài. Cha Rafael nhổm người đứng dậy và hỏi, cha, có cần đỡ không? Cha Pio xua tay, dạ không, cảm ơn cha. Trước khi ngồi xuống ghế, cha bề trên nhận xét, tôi không biết là hôm nay vết thương của cha đau nhiều, nếu biết tôi đã đến phòng của cha. Cha Pio cười gượng, con cũng cần thở chút không khí trong lành, hôm nay trời thật đẹp. Cha Rafael nói, vì nhiệm vụ, tôi phải nói với cha là trong khi tòa thánh điều tra các vết thương của cha, công chúng không được gần với cha. Cha Pio không trả lời, ngài khoanh tay trước ngực và lắng nghe từng chữ như thấm vào hồn. Tôi chắc chắn đó chỉ là tạm thời. Cha bề trên do dự nói thêm. Cha Pio ngước nhìn. Họ có nói bao lâu không? Cha Rafael lắc đầu, trả lời không. Vì lý do nào đó hình như ngài không tìm được câu nói cho đúng nghĩa. Cha Pio gật đầu. Con hiểu. Tôi thật sự xin lỗi.
con có được cử hành thánh lễ không? Cha bề trên hơi ngập ngừng, và rồi ngài nói một cách riêng tư, cũng không biết nói gì hơn. Ngài để cha Pio trở về phòng. Trên đường trở về phòng, dường như cha Pio không còn thấy vết thương đau đớn nữa. Ngài về đến phòng như người mất hồn. Ngài thẫn thờ thả người trên ghế và mắt đăm đăm nhìn tấm đường thánh giá ở đầu giường. Chẳng có gì để làm. Giáo hội đã quyết định và bổn phận của ngài là vâng phục. Nhưng ngài biết nhiều người sẽ đau khổ và hoang mang khi nghe tin này. Ngài tháo chiếc găng tay ra và đăm chiêu nhìn cái vảy trên vết thương cho đến khi mắt ngài giàn giụa nước mắt. Có tiếng gõ cửa và hai thầy xuất hiện. Xin cha thứ lỗi. Một thầy trẻ lên tiếng. Cha bề trên sai chúng con đến giúp cha. Cha Pio ngạc nhiên. Giúp cha? Phải, thưa cha sẵn sàng chưa? Cha Pio tiếp tục nhìn hai thầy cho đến khi họ cảm thấy bối rối. Một thầy lên tiếng. Cha Raffaele không nói với cha là con chúng con đến giúp cha sao? Cha Pio lắc đầu. Ngài thực không nói với cha? Không. Vậy thì... Thầy đưa mắt nhìn người bạn ngập ngừng. Chúng con đến để khiêng giường của cha xuống thư viện và gỡ tượng thánh giá ở phòng mà cha được in năm dấu thánh. Cha Pio quay mặt đi chỗ khác. Con xin lỗi. Một thầy nhỏ nhẹ giọng đau khổ. Xin cha cho phép. Cha Pio đi về chiếc bàn. Các con đã được lệnh thì hãy vâng lời. Ngài ngồi bất động, không nói một lời, và đợi cho đến khi hai thầy ra đi. Ngài đứng dậy, lết theo hai thầy. Những giờ cô đơn bắt đầu, và một ngày dài như một tuần, không ai được tiếp xúc với ngài ngoại trừ cha Raphael, là người cũng đau khổ không kém cha Pio. Ngài như sống trong bóng tối, di chuyển một cách kín đáo vào những sáng tinh sương để đi lên lầu 2 của nhà nguyện, một mình cử hành thánh lễ và âm thầm trở về phòng trước khi bất cứ ai có thể trông thấy ngài. Như một tù nhân bị biệt giam, ngài ăn uống một mình và dùng thời gian để cầu nguyện, suy nghiệm, đọc sách và viết thư cho gia đình. Trong sự tuyệt vọng, ngài lại được gần Chúa hơn. Và cũng từ đó ngài đã khám phá ra một sự bình an mới mẻ. Và cái cảm tưởng bị bỏ rơi không phải là không có ý nghĩa. Sau đó cha Jimmy Lee và một vài người đã thúc giục tòa thánh có những hành động mạnh mẽ hơn. Họ gửi một lá thư cho Đức Giáo Hoàng Pio 11 đề nghị cởi áo cha Pio và trục xuất khỏi dòng Capuchin. Nhưng Đức Giáo Hoàng tuyên bố không được. Những biện pháp hiện thời thì đã đủ và hợp lý. Không lâu sau đó, một số các cha bề trên dòng Capuchin đã đến gặp cha Jimmy Lee. Tất cả cùng ngồi trong chiếc bàn dài. Khuôn mặt to lớn của cha Jimmy Lee lúc nào cũng cười, và đôi mắt của ngài láo lia sau cặp kính dày cộm. Ngài rất tin tưởng là lý lẽ của ngài có uy thế, cho nên ngài sức bỏ ngửa khi nghe một cha Capuchin lên tiếng đòi hỏi quyết liệt rằng ngài phải công bố cho mọi người biết sự thật về việc ngài đến thăm cha Pio. Cha Jim Lee sửng sốt. Sự thật? Các cha không tin là tôi đã xem xét hết cả các vết thương ấy sao? Phải. Một cha dứt khoát nói. Tôi tin là cha Pio, vì vâng lời, đã không để cha xem xét các vết thương, và việc cha đã phá nguồn gốc siêu nhiên và mục đích của các dấu thánh ấy hoàn toàn là sự suy đoán và thành khiến cá nhân của cha đối với cha Pio. Cha Jimmy Lee câm như hến. Ngài biết cuộc chơi đã kết thúc. Trong vòng vài ngày sau đó, ngài đã sửa lại bản báo cáo.
Khi cha Raphael đưa tin cho cha Pio biết, ngài im lặng lắng nghe và cảm ơn cha bề trên. Ngài vui mừng vì hồ sơ được trung thực hơn, nhưng không thể nào hân hoan khi có người ngã ngược vì bất cứ lý do gì. Sau đó không lâu, cha Pio có điều muốn nói với cha bề trên và cha Raphael yêu cầu ngài đến văn phòng. Cha nói đó là điều cấp bách. Vừa nói, cha bề trên vừa chỉ chiếc ghế trong phòng. Mời cha ngồi. Cảm ơn cha. Cha Pio vén chiếc áo dòng ngồi xuống ghế và nói: Đức Giáo Hoàng vừa mất một tài liệu quan trọng liên quan đến tổ chức Catholic Action ở Pháp. Và con biết hồ sơ ấy ở đâu? Cha bề trên chồm người tới trước, trao mày. Cha nghe biết điều đó ở đâu? Và làm sao cha biết hồ sơ ấy ở chỗ nào? Sáng nay, khi con cử hành thánh lễ thì Chúa cho con biết. Ngài dạy con phải báo cho Đức Giáo Hoàng biết. Cha Raphael chừng chừng nhìn cha Pio nghi ngờ. Đó không phải là vấn đề. Cha Pio lắc đầu. Con không biết. Tài liệu này cực kỳ quan trọng. Thôi. Cha bề trên giơ tay ra hiệu một cách dứt khoát. Xin cha hiểu cho. Tôi không nghi ngờ lời cha nói, nhưng tôi không thể đến tòa thánh vì câu chuyện này, trong khi chỉ còn một chút nữa là cha đã bị trục xuất vì những náo động về khả năng siêu nhiên của cha. Cha Pio hơi dướng người tới trước và tìm câu trả lời. Xin lỗi cha. Cha Raphael ân cần nhưng cương quyết. Ngài chấm dứt cuộc thảo luận bằng cách đứng dậy và cảm ơn cha Pio đã cho ngài biết. Cha Pio ra khỏi phòng thật hoang mang, và khi lại nhận được ấn tượng siêu nhiên ấy một lần nữa, ngài trở lại văn phòng cha Raphael, cả quyết rằng Đức Giáo Hoàng đã mất một tài liệu quan trọng mà ngài biết nó ở đâu, và ý Chúa muốn ngài thông báo với tòa thánh. Sau cùng cha bề trên đồng ý. Ngài lắc đầu mỉm cười. Nếu tôi không thông báo có lẽ cha không để tôi yên. Cha Pio cười đáp lễ, cảm thấy nhẹ nhõm. Con đâu có muốn. Không, không. Cha Raphael cắt ngang. Không có gì. Tôi kết luận là nếu cha đúng thì điều đó sẽ mở mắt một số người ở Roma. Và đúng như vậy, tài liệu bị thất lạc được tìm thấy đúng như ở chỗ mà cha Pio cho biết và được trả về cho vị giáo hoàng đang vui mừng. Mặc dù bản báo cáo trung thực của cha Gimli và tập tài liệu thất lạc được tìm thấy, điều đó có lợi cho cha Pio, nhưng vẫn không có gì thay đổi. Ngài cũng như đêm, ngài vẫn sống trong thư viện. Ngài ăn chay, cầu nguyện hàng giờ và ngắm nhìn rạng Rasano cô độc qua khung cửa sổ. Những ngọn đồi dọc giờ đây đã trở thành những khu rừng xanh âm u, và ánh sáng trang trứa của mùa hè đang thiêu đốt các bức tường đá của tu viện. Trong khoảng thời gian này, cha Luigi Orioni, một chuyên viên về thánh tích của tòa thánh, muốn cầu nguyện trước mộ Đức Giáo Hoàng Pio X. Ngài xin được mở cổng hầm mộ. Và kìa, thật kinh ngạc, ngài thấy cha Pio đang cầu nguyện trong chỗ kín đáo ấy. Ngài nói chuyện với cha Pio đang khi cha bước ra khỏi hầm, và ngài đã vội vã trình với Đức Giáo Hoàng Pio XI. Đức Giáo Hoàng lắng nghe và nói: Này cha Orioni, tôi tin những gì cha nói, nhưng cho đến giờ phút này tôi được đảm bảo rằng cha Pio không được rời tu viện. Nếu đúng như cha nói thì sự cấm đoán ấy còn ý nghĩa gì? Đức Giáo Hoàng vội liên lạc với tu viện, nhưng cha Raphael bảo đảm với người rằng cha Pio chưa bao giờ rời tu viện.
Và điều ấy khiến cho Đức Giáo Hoàng thật suy tư về phúc trình của cha Orione. Như một lối thoát của cha Pio bất thình lình bị khép kín, thì nay lại được mở tung. Vào ngày 16 tháng 7, 1933, Đức Giáo Hoàng Pio XI tuyên bố mọi quyền linh mục của cha Pio được hồi phục. Về sau, Đức Giáo Hoàng nói: Tôi không có quyết định tệ hại đối với cha Pio, nhưng những tin tức tôi biết về ngài thì thật tệ hại. Đã có phán quyết rồi. Cha Raphael vừa cười vừa tuyên bố: Việc giam giữ cha đã chấm dứt. Cả hàng dài dân chúng chờ đợi trước tu viện, và cha Pio mở cửa, cười sung sướng với đám đông. Cha Pio! Một phụ nữ kêu lớn, tay chắp trước ngực: Chúng con đã đợi cha đến 2 năm dài. Cha cũng đợi như con vậy. Ngài trả lời bà và hít một hơi dài cho đầy lòng ngực cái ngọt ngào của không khí tự do. Phán quyết phần thứ tư. Trong những lời tiên đoán, cha Pio thường rất thận trọng. Ngài biết nhiều hơn những gì ngài tiết lộ, và ngài tự kềm chế khi nghĩ rằng không khôn ngoan để nói điều đó ra. Tuy nhiên, một thời gian ngắn sau khi sự chế tài được bãi bỏ, các báo chí bắt đầu đăng tải những chi tiết và thêm thắp những điều ngài tiên đoán về chiến tranh, về những ngày tâm tối và những xáo trộn khác đi kèm với tai ương sẽ xảy đến cho nhân loại. Nhiều người tin như vậy vì khả năng tiên tri nổi tiếng của cha Pio. Cha bề trên triệu tập một cuộc họp với một số linh mục trong tu viện, và ngài nói với họ: Vì những khó khăn mà trước đây chúng ta đã gặp, tôi kết luận là chúng ta phải ngăn chặn những tin tức cầu thả của báo chí về các lời tiên đoán của cha Pio. Một linh mục lên tiếng: Có một số điều rất đúng. Cha Raphael gật đầu: Nhiệm vụ của chúng ta là ngăn chặn sự quả báo, không đánh giá các sự kiện. Có người hỏi: Cha Pio không được dự cuộc họp này sao? Không. Cha Raphael ngắt lời và ngài mong mắn đổi giọng: Cha ấy đã đau khổ nhiều. Nhưng ngài có thể cho chúng ta biết câu chuyện nào là đúng? Không đâu. Một linh mục lắc đầu: Ngài không muốn đề cập đến những điều ấy đâu. Cha Pio rất lạnh chán. Có người lên tiếng hỏi: Gần giống như vậy. Cha bề trên dùng đầu bút chì gõ xuống bàn: Xin vui lòng trở về vấn đề. Một linh mục mập mạp lên tiếng: Cha có nghe về cha Pio và vua nước Anh không? Cha Raphael thở dài: Bộ vua nước Anh có liên quan đến công việc của chúng ta ở đây hay sao? Như vậy, cha không biết gì về cha Pio và vua nước Anh? Không. Tôi không muốn mất thì giờ nếu mọi người đã biết về chuyện ấy. Cha Raphael nóng lòng, tay mân mê sợi dây thừng thắt lưng: Không ai biết gì cả. Xin cha vui lòng nói nhanh đi. Vì linh mục mập mạp cho biết, vào một chiều tối tháng giêng, bác sĩ William San Giornenti và 2 giáo dân đang ở trong phòng cha Pio. Bỗng dưng cha Pio nói: Chúng ta hãy quỳ cầu nguyện cho một linh hồn sắp sửa ra trước tòa Thiên Chúa. Khi họ cầu nguyện xong, cha Pio hỏi họ có biết là cầu nguyện cho ai không. Mọi người đồng thanh: Không. Ngài nói: Đó là vua nước Anh. Bác sĩ San Giornenti lên tiếng: Nhưng mới sáng nay tôi đọc báo thấy ngài bị cúm nhẹ, bệnh chưa nặng. Cha Pio trả lời: Sẽ đúng như lời tôi nói. Vị linh mục ngừng kể, liếc mắt nhìn cha Raffaelli, ngài kết luận:
và vào ngày 30 tháng Giêng, vua nước Anh tử trần. Mọi người gật gù. Một linh mục mặt vuông lên tiếng: Cha có nghe về ông Savino Gico phải không? Cha Raffaele ngước lên, tay cầm cây bút chì định gõ xuống bàn thì vị linh mục đã nói tiếp: Ông Savino Gico ở Sinigona có vợ và 5 con sống trong 2 căn phòng nghèo nàn. Ông là một nông dân làm thuê. Gần đây, ông rất thích chủ nghĩa Marxist và là một đảng viên cộng sản tích cực. Ông cấm cả vợ ông không được rửa tội cho con. Tuy nhiên, bà đã lén rửa tội cho chúng. Ngày kia, ông Savino đau lòng và đi khám bác sĩ. Họ cho ông biết một tin kinh khủng. Ông có bướu độc trên não và một cái bướu khác ở phía sau mắt phải. Không có hy vọng gì chữa khỏi. Sau đó, ông Savino đến bệnh viện ở Paris và tại đây, các bác sĩ cũng cả quyết về bệnh tình của ông. Sự lo sợ đã đưa ông trở về với Thiên Chúa. Lần đầu tiên kể từ khi còn nhỏ, ông được đưa sang bệnh viện ở Milan và các bác sĩ cho biết phải cắt bỏ mắt bên phải. Và việc giải phẫu thật khó khăn và kết quả rất mơ hồ. Một đêm kia, ông nằm mơ thấy cha Pio và ngài chạm đến đầu ông và nói: Lần này con sẽ được chữa lành. Sáng hôm sau, ông cảm thấy khỏe mạnh hơn và các bác sĩ cũng kinh ngạc. Tuy nhiên, họ vẫn nghĩ là ông cần phải giải phẫu. Nhưng ông Savino quá bối rối đến độ bỏ trốn khỏi bệnh viện. Ông trốn trong nhà người bà con ở Milan mà vợ ông cũng đang ở đó. Nhưng sau một vài ngày, cơn đau lại bắt đầu và bút đến nỗi ông phải trở lại bệnh viện bất kể nỗi lo sợ bị giải phẫu. Các bác sĩ vì tức giận ông nên lúc đầu họ không muốn chữa trị. Nhưng sau đó, vì lương tâm nghề nghiệp, họ đã quyết định giải phẫu. Tuy nhiên, trước khi giải phẫu họ làm cuộc tái khám. Sau cuộc tái khám, các bác sĩ thực sự bàng hoàng vì họ không tìm thấy vết tích gì của bất cứ cái bướu nào. Trong khi đó, ông Savino lại càng kinh ngạc hơn nữa. Không bởi những gì bác sĩ cho ông biết, nhưng vì trong khi họ khám nghiệm, ông ngửi thấy một mùi thơm ngạt ngào của các hoa tím, hoa hồng và hoa huệ tây. Và ông biết mùi thơm ấy nói lên sự hiện diện hữu hình hay vô hình của cha Pio. Trước khi ông rời bệnh viện, ông hỏi các bác sĩ xem ông nợ bao nhiêu tiền. Một bác sĩ cho biết: Không tốn đồng nào cả, vì chúng tôi chẳng làm gì để chữa ông khỏi bệnh. Sự im lặng bao phủ cả căn phòng, và ngay cả cha bề trên cũng mải mê nghe chuyện. Mãi một lát sau, ngài mới lên tiếng: Không ai trong chúng ta nghi ngờ về khả năng của cha Pio, nhưng chúng ta có một bổn phận khác, phải kiểm soát những tin tức để kết quả của nó không làm tổn thương đến công chúng, cũng như cha Pio. Các cha có hiểu tôi muốn nói gì không? Mọi người nghiêm trọng gật đầu. Tôi tin là chúng ta phải ra một thông báo chính thức nhân danh cha Pio, xác định rằng ngài không tuyên bố những điều như báo chí đồn đãi và nhiều lời tuyên đoán gán cho ngài vì vô căn cứ. Một linh mục gãi đầu, nhăn mặt. Nếu thông báo này nhân danh cha Pio thì ngài cũng có quyền có tiếng nói như chứ. Cha Raphael liếc nhìn vị linh mục, không hiểu tại sao sáng hôm nay họ có nhiều điều lo lắng. Ngài nói với các linh mục hiện diện:
Hãy yên chí là tôi sẽ báo cho cha Pio biết về quyết định của chúng ta.